hắn có chút không biết làm sao bây giờ, ánh mắt bỏ ra còn lại ban giám khảo, nhưng còn lại 17 người cũng thúc thủ vô sách, chủ yếu là Giang Tiểu Nô thân phật, nếu là những người khác sợ là đã sớm tắt qua một cái. Hừ, nghị ảnh vương gương mặt gương nghị hiển hiện một tia không vui, hắn ở chỗ này cái này mặc vũ tộc tiểu nha đầu dám như thế không cho y đồ mặt mũi đây chính là đánh hắn mặt A, hắn nhìn thấy y đồ bọn người trầm mặc không nói, mở miệng nói, mộc ra tiểu tử, quy củ liền là quy củ, đừng muốn nhiều lời, lui ra, Mị ảnh vương thực lực mạnh mẽ, thân phận siêu nhiên, coi như lục ưng vương đều rất là cố kỵ, hắn là địa giới hoàn toàn xứng đáng người thứ hai, kim khẩu ngọc âm nói 102. Tại hắn sau khi mở miệng kỳ thanh trần mạch hoài tang bọn người khe khẽ thở dài, đã hắn đều mở miệng, hôm nay việc này đã thành định cục. Mọi người coi là giang tiểu nô hội cố kỵ mị ảnh vương, sẽ không lại náo loạn, ai ngờ giang tiểu nô khóe miệng vẻ đùa cợt càng ngày dày đặc, quay đầu nhìn qua mị ảnh vương, hỏi, mị ảnh vương, ánh mắt người cũng mù sao, Bịch, trên khán đài rất nhiều người hai chân mềm nhũn ngồi vào trên đài, mặc vũ tộc các cường giả toàn thân run lên, vội vàng sợ hãi quỷ gối giữa không trung quát khẽ nói, mị ảnh vương, tiểu thư không hiểu chuyện, xin thứ tội. Mạch hoài tăng các loại chờ một đám công tử tiểu thư đều bị hù dọa, đại khí cũng không dám phun ra, tại địa giới còn có người dám ngay mặt mắng mị ảnh vương mù. Làm càn, y đồ giận tím mặt, phẫn nộ quát một tiểu vũ lập tức cho phụ vương bồi tội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghị ảnh vương mặt không biểu tình, hắn cũng không còn như bị một tiểu nha đầu một câu nhục mạ giận tím mặt. Không bằng hắn không có mở miệng, chỉ là mắt lạnh nhìn Giang Tiểu Nô, rõ ràng cũng tức giận, như Giang Tiểu Nô không xin lỗi bồi tội, hắn cũng sẽ không động thủ, nhưng y đồ động thủ hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản. Hắn tôn nghiêm không là ai đều có thể khiêu khích, lục ưng vương nữ nhi cũng không được. Quy củ, Giang Tiểu Nô ngửa đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là không phục, nàng nói nàng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra đã các ngươi nói đến quy củ vậy ta liền đến nói một chút quy củ y đồ vừa rồi ngươi nói vạn giới đấu pháp là vì cái gì chúng ta tới đây là vì cái gì đấu văn lại là vì cái gì giống như cái này vạn giới đấu pháp không có công bằng có thể nói nếu như ta ra thiếu ra thần thông như thế cũng không chiếm được đệ nhất kia vạn giới đấu pháp tồn tại có ý nghĩa gì về sau ai còn đến đấu pháp tối cường thần thông không chiếm được đệ nhất các ngươi trực tiếp nội định đệ nhất thiên lý ở đâu thiên lý đều không có ở đây, thiên đạo sao có thể bất diệt nhân tộc làm sao vĩnh xương ngươi sở lấy lương tâm mình lớn tiếng nói cho ta thiếu ra nhà ta thần thông. Có phải hay không đệ nhất, Giang Tiểu Nô lời nói không tính hữu lực, logic nhìn cũng không tính rất mạnh, bất quá hỏi đến toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Y đồ bọn người lại trầm mặc, không biết làm sao nói tiếp, để bọn hắn sở lấy lương tâm nói Giang giật thần thông không được, bọn hắn thật đúng là không có cái mặt này. Nhưng việc này lại không tốt giải thích, chẳng lẽ nói giang giật người này quá kiệt ngạo bất tuần bọn hắn sợ không khống chế được. Cuối cùng vẫn bị ảnh vương lên tiếng, hắn mặt không thay đổi nói ra, mộc ra nha đầu, người vừa rồi nhục mạ bản vương sự tình, xem diều hâu mặt tựu không truy cứu. Lui ra đi, giống như lại nháo, đừng trách bản vương thay cha ngươi vương giáo huấn ngươi. Giang tiểu nô nhúc nhích môi, tức giận còn muốn lại đỉnh vài câu, đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín đột ngột vang lên, tốt. Tiểu nô, đừng nói nữa cùng lão già này không có đạo lý có thể giảng, thế giới này cũng không theo đạo lý nào, nắm tay người nào lớn, người đó là chân lý. Xoạt, toàn trường xôn xao, vô số ánh mắt nhìn về phía giang tiểu nô trong ngực giang giật, bởi vì thanh âm đến từ giang giật, đã hôn mê giang giật thế mà tỉnh lại. Xôn xao âm thanh rất nhanh ngừng, toàn trường trở nên tĩnh mịch, giang tiểu nô nhục mạ mị ảnh vương đã dọa sợ mọi người. Giang giật thế mà cũng dám nhục mạ mị ảnh vương là lão già quả nhiên có dạng gì thiếu ra, tự có dạng gì thì nữ. Mị Ảnh Vương bất giận, Mạch Lăng Thu hổ khu chấn động, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ, hóa thành hồng quang bay vụt đến giang giật cùng Mị Ảnh Vương phía trước. Mị Ảnh Vương đã động, một tay phất lên, một đạo vô hình thanh phong phủi nhẹ, Mạch Lăng Thu thân thể vừa mới bay tới, lập tức như bị một ngọn núi lớn mãnh liệt va chạm, ở giữa không trung tiên huyết cuồng phún, thân thể trùng điệp bị nện rơi đi xa xa trên khán đài, còn đem mấy người liên quan đụng bay. Hừ, Mị Ảnh Vương trong mắt hàn quang lóe lên, tay lần nữa có chút bãi xuống một đạo thanh phong phúc tán mà đi, giang giật cùng giang tiểu nô trong nháy mắt cảm giác một tòa đại sơn nghiền ép mà đến. Cách đó không xa mặc vũ tộc cường giả nhau nhau biến thân, liền muốn thay giang tiểu nô cùng giang giật ngăn trở một kích này, nhưng y đồ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chiến đao, khi thế toàn thịnh, ngăn cản mấy người, giữa không chung mấy đạo nhân ảnh cũng đột nhiên hiển hiện, đằng đằng sát khí khóa chặt mặc vũ tộc cường giả. Hưu, tại lúc này, kỳ thanh trần lại động, thân thể hóa thành tàn ảnh bay đến giang giật phía trước, trên thân một kiện tuyết trắng chiến giáp hiển hiện. Thanh phong lướt nhẹ đến nàng thân thể mềm mại run lên lui về phía sau nửa bước, nàng cúi người chắp tay nói, mị ảnh vương bất giận. Giống như mị ảnh vương nhất định muốn trách phạt, thanh trần nguyện thay mặt giang giật nhận qua. Xoạt, vô số người đầy mặt ngạc nhiên, kỳ thanh trần xuất thủ, mọi người vốn cho là là vì giang tiểu nô, lại không nghĩ rằng đúng là vì giang giật còn nguyện ý thay giang giật nhận qua. Bá bá bá, rất nhiều ánh mắt bỏ ra giang giật, muốn nhìn một chút người này đến cùng là thần thánh phương nào không chỉ có mặc vũ tộc tiểu công chúa gọi hắn thiếu gia giờ phút này liền địa giới đệ nhất mỹ nhân tương lai thiên hàn quân chủ cũng cùng hắn quan hệ không ít giang giật kỳ thật một mực không có ngất đi chỉ là quá hư nhược vừa rồi phát sinh sự tình hắn toàn bộ đều tin tưởng giờ phút này hắn vật lộn một phen tại giang tiểu nô nâng đỡ đứng lên hắn nhìn qua kỳ thanh trần mỉm cười hư nhược nói ra thanh trần khác đừng cầu lão già này hắn muốn giết cứ giết đi hắn sau khi nói xong, đầu ngẩng lên thật cao, không yếu thế chút nào cùng giữa không trung lăng không đứng ngạo nghễ mị ảnh vương đối mặt, đầy mắt kiên định nói ra, mị ảnh vương đúng không ta giang giật đem lời để ở chỗ này, nếu ngươi hôm nay không đánh chết ta, ngày sau. Ta tất huyết tẩy các người thánh linh sơn, chương 1464, vương chi nộ. Bịch, bịch, vừa rồi giang tiểu nô một câu, để trên khán đài rất nhiều người đặt mông ngồi vào trên mặt đất, giờ phút này giang giật một câu lại làm cho giữa không trung mạch hoài tang, Hiên viên vô địch cửu thiên vấn tần hoán địch linh nhi toàn bộ thân thể mềm nhũn thiên lực nhiễu loạn đập xuống hạ đấu pháp trên đài các nàng là sống sờ sờ bị dọa đến rơi xuống đương nhiên mạch hoài tang mấy người cũng lo lắng mị ảnh vương giận chó đánh mèo các nàng giang giật thế nhưng là đi theo các nàng tới mạch lăng thu không phải bị mị ảnh vương một chiêu đập bay sao mặc vũ tộc cường giả đồng dạng bị dọa phát sợ giang tiểu nô thế nhưng là cùng giang giật cùng một chỗ a. À như mị ảnh vương dưới cơn nóng giận đem giang tiểu nô cùng giang giật cùng một chỗ chụp chết, vậy liền mã lạc qua bích. Kỳ thanh trần toàn thân kéo căng, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ nhuyễn kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm mị ảnh vương, bờ môi khẽ động quát khẽ nói, mị ảnh vương bất giận, giang giật tuổi trẻ không hiểu chuyện, người không thể giết hắn. Kỳ thanh trần đã cảm nhận được mị ảnh vương sát ý, thực lực của nàng cùng mị ảnh vương so sánh kém xa, phụ thân nàng đều không phải là mị ảnh vương đối thủ, nhưng nàng vẫn là nghĩ bảo trụ giang giật, không chỉ là nàng thiếu giang giật một ơn huệ lớn bằng trời càng bởi vì y phiêu phiêu nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem y phiêu phiêu nhi tử bị y phiêu phiêu phụ thân đánh giết đến lúc đó y phiêu phiêu biết được tin tức về sau còn có thể sống sao ha 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 mị ảnh vương ngửa mặt lên trời cười ha hả trên thân mình mông khí tức rút nhanh chóng mà ra như bài sơn đảo hải trấn áp tới mặc dù bị kỳ thanh trần chặn hơn phân nửa nhưng giang giật thân thể mềm nhún kém chút quỳ xuống nếu không phải Giang Tiểu Nô hắn khẳng định không cách nào trèo chống thân thể. Mị ảnh vương cười to sau một lúc, mới đùa cợt nhìn Kỳ Thanh Trần một cái nói, bản vương vì sao không thể giết hắn nghĩ huyết tẩy chúng ta thánh linh sơn người, vô luận là ai đều chỉ có một con đường chết. Hưu, nơi xa trên khán đài mạch lăng thu bay vụt mà quay về, hắn một gối trùng điệp quỳ gối ngọc thạch trên bảng, khóe miệng tiên huyết đều không lo được xoa, chắp tay nói, mị ảnh vương, giang giật tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài thứ tội, nếu ngươi nhất định muốn giết người, ta, nguyện thay hắn nhận qua. Phanh phanh phanh, mặc vũ tộc cường giả từng cái bay xuống đi quỳ một chân xuống đất, một người quát khẽ nói, mị ảnh vương bất giận, chúng ta nguyện thay tiểu thư cùng. Giang giật nhận qua, bọn hắn cũng là không có biện pháp, y đồ bọn người một đám mị ảnh tộc cường giả khóa chặt bọn hắn, bọn hắn khẽ động sẽ bị công kích. Giang giật cũng không thể chết, Giang tiểu nô ký ức phong ấn phá vỡ, Giang giật chết Giang tiểu nô cũng xong rồi, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể quỳ xuống đất cầu tình. Hừ, Kỳ thanh Trần Mạch Lăng thu cùng mặc vũ tộc cường giả lần này làm dáng, ngược lại triệt để chọc giận tới mị ảnh vương. Hắn người này nhất là cứng nhắc cay nghiệt, mọi người cùng một chỗ nguyện thay giang giật nhận lấy cái chết, ngược lại để hắn cảm giác bị bức hiếp, hắn giận quá mà cười, ánh mắt u u nhìn giang giật một cái nói, người này có gì chỗ thần kỳ lại để các ngươi nhiều người như vậy tương hộ cho ta một cái lý do, bản vương vì sao không thể giết hắn. Hắn, kỳ thanh trần muốn đem giang giật thân phận nói ra, cuối cùng không nói ra miệng, bởi vì Giang giật thân phận bại lộ lời nói, dùng mị ảnh vương tính cách y phiêu phiêu hội càng khổ, Giang giật cũng sẽ nguy hiểm hơn. Mạch Lăng Thu cũng không nói chuyện, hắn cũng không thể nói địa sát quân chủ phi thường nhìn kỹ Giang giật A à còn như mặc vũ tộc càng sẽ không nói, Giang giật có chết hay không cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì, bọn hắn chỉ để ý Giang tiểu nô. Giang giật không có mở miệng, càng sẽ không đi điểm danh hắn là y phiêu phiêu nhi tử, là mị ảnh vương ngoại tôn. Nội tâm của hắn tự căn bản không có đem mị ảnh vương xem như ông ngoại, hắn nói muôn huyết tẩy thánh linh sơn không phải nói nhảm, là hắn triệt để đối mị ảnh vương tuyệt vọng, muốn cứu ra y phiêu phiêu, chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay, mà không phải quỳ gối cầu xin tha thứ. Hắn không tiếp tục đi chọc giận mị ảnh vương, cũng không phải là hắn sợ chết, mà là nhiều người như vậy muốn thay hắn chết, hắn còn đi làm chuyện ngu xuẩn, vậy liền có lỗi với kỳ thanh trần các nàng nỗi khổ tâm, cũng sẽ tổn thương thấu lòng của các nàng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn mị ảnh vương, trong con người không có nửa điểm e ngại chi ý, ngược lại tranh phong tương đối, tựa như một cái đối sư vương im ắng gào thét sói con. Ánh mắt của hắn một mực rất kiên định, chỉ cần lần này mị ảnh vương làm hắn không chết, cho hắn thực lực đủ nhất định bên trên thánh linh sơn cứu ra y phiêu phiêu, ai dám ngăn trở, thần cản giết thần. Hiu, đúng lúc này, phía nam một đạo lục quang phá không mà đến, mới vừa rồi còn tại ở ngoài ngàn dặm thoáng qua tự đứng ngạo nghễ giữa sân. Hắn một đầu tóc lục bay múa, kiệt ngạo bất tuần con người tại giang giật cùng giang tiểu nô trên thân đảo qua, trên người hắn đột nhiên lục quang lóe lên, phía sau hai cánh xuất hiện, tay cũng thay đổi thành lợi trảo, thân thể hóa thành thiểm điện, đại thủ đối giang giật đầu đột nhiên chộp tới. A, vô số người động dung, mị ảnh vương không có động thủ, tiểu ưng vương đến một lần làm sao lại động thủ hơn nữa còn trong nháy mắt biến thân, muốn một chảo vồ chết giang giật. Hừ, kỳ thanh trần thân thể lóe lên, ngọc thủ một điểm, tiểu ưng vương thân thể bay ngược mà đi, kỳ thanh trần lãnh mâu quét qua lại bay tới tiểu ưng vương gầm thét tiểu ưng vương, ngươi làm gì ngươi điên rồi sao? Giang tiểu nô ngăn tại giang giật phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu ưng vương nói, một bôn lôi, người muốn thiếu ra, vừa muốn đem ta giết. Thiếu ra hừ, tiểu ưng vương nổi giận thanh âm vang lên, đường đường mặc phố tộc tiểu công chúa thế mà gọi một cái tiểu tiện chủng gọi thiếu ra, một tiểu vũ ngươi không sợ mất mặt, mặt của chúng ta có thể gánh không nổi, người này không giết, chúng ta mặc phố tộc mặt mũi để nơi nào, nhận lấy cái chết. Tiểu ưng vương lần lượt bay vụt mà đến, Kỳ Thanh Trần lần lượt đem Tiểu Ưng Vương đập bay ra ngoài, Tiểu Ưng Vương căn bản là không có cách tới gần. Mọi người nhìn ra ngoài một hồi, trên trán từng đầu hắc tuyến dày đặc, hôm nay việc này chuyện gì a, à, loạn thất bát tao. Mị Ảnh Vương nhìn ra ngoài một hồi cũng có chút bực bội, hắn đột nhiên quát lớn tốt, đừng đóng kịch. Tiểu Ưng Vương cút qua một bên, ngươi giết không được bản Vương thay ngươi giết. Tiểu Ưng Vương cùng Kỳ Thanh Trần thân thể đồng thời dừng lại, bởi vì Mị Ảnh Vương động, thân thể của hắn đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Giang Tiểu Nô tại thời khắc này sợ hãi toàn thân run rẩy lên, thân thể ôm chặt lấy Giang Giật, cuồng loạn giống giận, mị ảnh vương, người dám động thiếu ra, ngày sau chỉ cần ta có năng lực, định diệt ngươi mị ảnh tộc nhất tộc. Hưu, Tiểu ưng vương cùng kỳ thanh trần cũng bay đến Giang Giật bên người, mạch lăng thu thân thể cũng nổ bắn ra mà lên, đi Giang Giật sau lưng, toàn bộ như lâm đại địch. Mị ảnh tộc kinh khủng nhất liền là ám sát chi thuật, mị ảnh tộc người mạnh nhất tiềm ẩn, ai cũng không phát hiện được hắn, có lẽ sau một khắc giang giật liền bị tươi sống đánh giết. Mặc vũ tộc cường giả cũng động, như thế thời khắc coi như liều chết cũng muốn động, vạn nhất nghị ảnh vương trong cơn giận giữ đem giang tiểu nô cùng tiểu ưng vương đều giết đi đâu. Tiểu ưng vương vừa rồi hoàn toàn chính xác đang diễn trò, bất quá nội tâm ngược lại là vừa tức vừa giận, giết chết giang giật ngược lại không đến nỗi, như có cơ hội khẳng định hội trọng thương hắn. Hắn cũng không tin tưởng giang giật giang tiểu nô cùng y phiêu phiêu cố sự, chỉ là giang tiểu nô sau khi trở về, mở miệng ngậm miệng đều là thiếu gia, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất cùng xấu hổ giận dữ. Phanh phanh phanh, ba đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hiện trường ngoại trừ kỳ thanh trần bên ngoài, không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng nghị ảnh vương là thế nào xuất thủ. Chỉ nghe được ba đạo trầm muộn thanh âm vang lên, kỳ thanh trần mạch lăng thu tiểu ưng vương toàn bộ bị thổ huyết bay ngược, một cái giả nua bàn tay theo trong hư không ló ra, đối giang giật sau đầu hung hăng vỗ tới. Trường 1465, Thành Giao, ông, Đúng lúc này, Thánh Linh Sơn cấm chế đột nhiên lấp lánh không ngớt, mà lại so với lần trước ba động càng lớn, mị ảnh vương tay khẽ run lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phía nam. Nhưng hắn dừng một chút, đại thủ tiếp tục như thiểm điện hướng giang giật đầu vỗ tới. Làm địa giới người thứ hai, hắn tôn nghiêm không là ai đều có thể khiêu khích, chứ nói chi là giang giật tiểu nhân vật như vậy. Hắn tính cách cứng nhắc cay nghiệt, cũng coi trọng nhất quy củ cùng mặt mũi, liền xem như một cái quân chủ hắn hôm nay cũng theo giết không sai. Không, Giang tiểu nô tuyệt vọng gào thét, Giang giật nhắm mắt lại, kia rét lạnh sát ý bao phủ toàn thân hắn, để hắn không cách nào động đậy, hắn lại một lần nữa ngửi thấy khí tức tử vong. Suy suy, tại cái kia khô gầy tay sẽ vỗ chúng Giang giật đầu lúc, mị ảnh vương lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía phía nam, đầy mắt kinh nghi. A, à, lúc đầu hướng bên này bay vụt mà đến mặc vũ tộc cường giả ngừng lại, tốc độ bọn họ cùng mị ảnh vương so sánh quá chậm, sông hay không đã vô dụng. Mị ảnh vương đột nhiên dừng lại công kích cũng làm cho mọi người kinh nghi không thôi, ánh mắt nhao nhao quét về phía phía nam. Bá bá bá, vô số ánh mắt theo nhìn qua, cũng không phải là xem phía nam cấm chế lấp lánh không nghỉ thánh linh sơn, mà là nhìn xem thánh linh sơn trái đằng sau, thiên mị thành phương hướng. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, một điểm đen cấp tốc phóng đại, vừa mới đập xuống xuống đất mạch lăng thu nhìn lướt qua đầy mắt kinh ngạc, bởi vì địa sát quân chủ lại tới, mị ảnh vương đột nhiên dừng lại công kích. Cũng không phải là bởi vì Thánh Linh Sơn cấm chế lấp lánh, mà là địa sát quân chủ truyền một câu. Mị ảnh vương A, à, người này ngươi thật đúng là không thể giết, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Địa sát quân chủ truyền vẫn còn vang ở mị ảnh vương trong đầu, nếu như là những người khác mị ảnh vương có lẽ sẽ không trần chờ. Nhưng địa sát quân chủ tại địa giới nhân duyên đặc biệt tốt, là cái nổi danh người hiền lành, hắn mị ảnh vương không thể không thận trọng suy tính. Quân chủ, Mạch Lăng thua bắn lên thật xa tự quát khẽ đạo, trong mắt đều là vẻ ngoài ý muốn. Hắn cũng không có đưa tin trở về cầu viện, coi như đưa tin địa sát quân chủ cũng tới không được nhanh như vậy, giải thích duy nhất địa sát quân chủ đã sớm tới, một mực tiềm phục tại thiên mị thành. Nhưng địa sát quân chủ vì sao muốn ẩn núp đến thiên mị thành? Chẳng lẽ đã sớm biết Giang Giật muốn xảy ra chuyện nếu biết muốn xảy ra chuyện, tại hắn đưa ra muốn dẫn Giang Giật tới tham gia đấu pháp lúc, địa sát quân chủ vì sao không có cự tuyệt? Chẳng lẽ, Địa sát quân chủ là cố ý để Giang giật đến nháo sự, sau đó ra mặt lần nữa đưa cho Giang giật một cái nhân tình. Không đúng, Mạch Lăng Thu rất nhanh nghĩ thông suốt, địa sát quân chủ hẳn là còn có càng sâu tầng dụng ý, cái kia chính là để Giang giật cùng mị ảnh tộc bất hòa, để mị ảnh tộc không cách nào lôi kéo Giang giật, dạng này Giang giật về sau cũng chỉ có thể là địa sát giới. Diệu A, à, Mạch Lăng Thu âm thầm bội phục, Giang giật cùng mị ảnh tộc náo thành bộ dáng này, coi như cùng y phiêu phiêu nhận nhau, cũng không thể đầu nhập vào mị ảnh tộc. Mạch Lăng Thu lau đi khóe miệng tiên huyết bay đi, Mạch Hoài Tăng bọn người nhìn thấy địa sát quân chủ tới, cũng liền công việc bay đi hướng phía nam bay đi. Ha ha, địa sát quân chủ bay tới, nhìn hiện trường một chút, cười nhạt một cái nói, mị ảnh vương A, à, người cũng lớn như vậy tuổi rồi, cái này tính khí liền không thể sửa đổi một chút sao cùng một đám hậu bối làm ầm ý, người cũng không sợ để người trong thiên hạ chê cười đi, đi, tất cả giải tán đi, mị ảnh vương đi các ngươi thánh linh sơn ngồi một chút. Mị ảnh vương thân thể không nhúc nhích, cố chấp nhìn qua địa sát quân chủ, mở miệng nói, địa sát phương, người không cho ta giải thích rõ ràng, tiểu tử này hôm nay ta còn thực sự muốn giết. Địa sát quân chủ cười khổ một tiếng, nói, mị ảnh vương, cụ thể ta không tốt giải thích. Bất quá người này giết, nhân tộc, quật khởi hy vọng tựu tan vỡ, muốn triệt để chấn áp minh tộc, duy nhất trông cậy vào chính là cái này tiểu tử. Xoạt, toàn trường xôn xao, địa sát quân chủ tựa như một cái như tiếng sấm đem mọi người nổ được giới. Nhân tộc hy vọng chấn áp minh tộc, Lời này nếu là người khác nói, rất nhiều cường giả sợ là sẽ phải trực tiếp cho hắn một bàn tay, để hắn hảo hảo thanh tỉnh xuống. Nhưng địa sát quân chủ là ai loại này các bậc cường giả hội nói lung tung sao? Minh giới đại quân đã chiếm cứ thiên giới đại bộ phận giới diện, nhân tộc chỉ còn lại một cái giới diện đang khổ cực trèo trống, ai cũng không biết cái kia giới diện có thể hay không đột nhiên tự bị diệt. Rất nhiều cường giả kỳ thật đã không báo hy vọng, chỉ nhìn nhân tộc còn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu điện sát quân chủ lại nói một người trẻ tuổi có thể trấn áp minh tộc hoạt thiên hạ cười chê ba ba bá, bá vô số thần thức quét về phía giang giật muốn nhìn một chút hắn đến cùng có gì chỗ thần kỳ nhưng mọi người phát hiện giang giật đồng dạng chỉ có hai con mắt một cái lỗ mũi, cũng không có chỗ khác thường mà lại cảnh giới còn phi thường thấp ngân ma mặt nạ bị giang tiểu nô mở ra giang giật cảnh giới thực lực mọi người tìm tòi liền có thể nhẹ nhõm phát hiện đương nhiên giang giật thiên tư vẫn là đáng giá khẳng định vừa rồi kia một bài thần khúc để toàn trường kém chút bạo tẩu để ngủ say bốn thần thú cùng vang lên mấu chốt nhất gian giật phi thường trẻ tuổi bồi dưỡng một phen nói không chừng có thể đạt tới phong vương cấp cường giả nhưng nói hắn có thể trấn áp minh tộc cái này không khỏi quá hoang đường a à. đừng nói những cái kia trên khán đài người không tin tưởng tự liền kỳ thanh trần đều rất là hoài nghi tiểu ưng vương càng là khịt mũi coi thường mọi người đối với gian giật ngược lại là lại một lần nữa đổi cái nhìn có thể được tới đất sát quân chủ cao như vậy đánh giá Giang giật khẳng định tiền đồ vô lượng. Mị ảnh vương cái kia khô gầy tay thu hồi lại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt như Giang giật thật có bực này thiên tư, hắn chắc chắn sẽ không tàn sát lẫn nhau. Giết Giang giật, coi như tương đương diệt nhân tộc hy vọng. Không bằng hắn rõ ràng có chút không tin tưởng, cười lạnh nhìn qua địa sát quân chủ nói, địa sát vương, chỉ bằng vào phiêu miểu hư vô một câu, người cho rằng đủ sao. Ha ha, địa sát quân chủ mỉm cười, nhún vai một cái nói, mị ảnh vương, nguyên nhân cụ thể ta cũng không cùng ngươi nói như vậy đi. ngươi như cảm thấy thật mất mặt, ta thay giang giật nhận qua như thế nào ta bị ngươi ba trưởng toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, hôm nay đây coi như là chuyện gì a à? cuối cùng lại huyên náo hai vị quân chủ khai chiến tiếp tục náo loạn có thể hay không toàn bộ địa giới đại lão đều đi ra đại chiến một trận a à? Nghị ảnh vương không có nhìn xuống đất sát quân chủ mà là ánh mắt lần nữa nhìn về phía giang giật địa sát quân chủ không có nói đùa như vậy giang giật tự thật sự có chỗ thần kỳ. Hắn liếc mấy cái, nhưng như cũng không có nhìn ra cái gì. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Địa sát Vương, hôm nay bản vương tựu cho ngươi cái mặt mũi." Lượn quanh tiểu tử này một lần, bất quá như hắn dám cùng chúng ta Mị ảnh tộc là địch, lần sau đừng trách ta không nể mặt ngươi. "Đa tạ Mị ảnh Vương." Địa sát quân chủ sờ lên râu bạc trắng, cảm giác cười một tiếng, nói nhất chuyển mở miệng nói, "Giống như ngươi có thể cho ta một người, ta cam đoan tiểu tử này cả một đời một bước cũng sẽ không bước vào thánh linh giới." càng sẽ không cùng các ngươi là địch. Mị ảnh vương trong mắt chợt lóe sáng, ngưng tiếng nói ai. Giang giật thân thể kịch liệt run lên, Giang tiểu nô trong mắt chợt lóe sáng, kỳ thanh trần khuôn mặt khẽ động, các nàng đều hiểu địa sát quân chủ trong lời nói hàm nghĩa. Giống như có thể đem y phiêu phiêu mang đến địa sát giới, Giang giật đời này hoàn toàn chính xác sẽ không bước vào thánh linh giới. Bồng bềnh, địa sát quân chủ khuôn mặt trở nên trang nghiêm, nghiêm mặt nói, chỉ cần mị ảnh vương chịu bỏ những thứ yêu thích, ta cam đoan đối bổng bình như thân nữ nhi, mà lại ngươi muốn cái gì điều kiện đều tốt nói. Xoạt, toàn trường sôi trào, rất nhiều người đầu óc đều loạn, làm sao thoáng cái lại kéo tới y phiêu phiêu trên thân y đổ bọn người càng là kinh nghi, giao ra y phiêu phiêu giang giật một đời tử không hội bước vào thánh linh giới y phiêu phiêu cùng giang giật có quan hệ gì. Điều kiện gì đều tốt nói mị ảnh vương đùa cợt cười một tiếng, hỏi ngược lại ta muốn người hồng mông linh bảo cũng cho. Thành giao, trả lời mị ảnh vương chính là một đạo thanh âm như đinh chém sắt, địa sát quân chủ trong tay sáng lên, một cái chuông nhỏ vàng óng xuất hiện, hắn nhếch miệng cười nói, mị ảnh vương, thả người đi. chương 1466, chơi xấu, quỷ dị, vô số người đưa mắt nhìn nhau, được giới. Địa sát quân chủ vụng trộm ẩn núp tới thánh linh giới, tại giang giật trước đó không có náo ra đại sự trước không xuất hiện, sự tình làm lớn chuyện sau hắn mới xuất hiện, nói một trận làm người nghe kinh hãi, sau đó còn muốn thay thế giang giật tiếp nhận mị ảnh vương ba trường, càng là muốn bắt hồng mông linh bảo đổi y phiêu phiêu, giống như địa sát quân chủ đầu không có vấn đề, như vậy thì là bọn hắn lỗ tai có vấn đề. Y phiêu phiêu là ai? Kia là mỹ ảnh tộc đóa hoa xinh đẹp nhất, là mỹ ảnh vương tiểu nữ nhi, mặc dù phạm sai lầm bị giam nhập thánh ngục tầng 18 chân áp. Nhưng mỹ ảnh vương cũng không có tước đoạt y phiêu phiêu hoàng tộc thân phận, y phiêu phiêu vẫn là mỹ ảnh tộc hoàng tộc, vẫn là bọn hắn thánh linh dưới đóa hoa xinh đẹp nhất. Địa sát quân chủ thân phận gì hắn dựa vào cái gì muốn y phiêu phiêu a à nói đợi y phiêu phiêu như con gái ruột còn muốn cầm một kiện hồng mông linh hồn đổi. Hồng mông linh bảo đó là cái gì? Toàn bộ địa giới chỉ có ba kiện hồng mông linh bảo, một kiện tại địa sát quân chủ trong tay, một kiện tại lục ưng vương trong tay, còn có một cái lại tại thiên hàn quân chủ trong tay, mị ảnh vương chính mình cũng không có. Sở dĩ vừa rồi mị ảnh vương mới thuận miệng tự hỏi ngược một câu, không nghĩ tới địa sát quân chủ lập tức hô thành giao. Mị ảnh vương cũng có chút được giới hắn nháy nháy mắt cùng y đồ lướt nhau một cái hai người ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề lớn vô cùng vấn đề ha ha địa sát quân chủ thiên lực vận chuyển kim sắc chuông nhỏ thì quang mang dần dần ảm đạm hắn giải trừ tinh thần liên hệ đưa tay nói thiên hồn chuông ta đã giải trừ tinh thần liên hệ là vật vô chủ Mị ảnh vương chỉ cần ngươi thả người cái này hồng mông linh bảo mã bên trên sẽ là của ngươi ngươi làm địa giới người thứ hai sẽ không ra trở mặt a à địa sát quân chủ khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Trên thực tế, lần này địa sát quân chủ sớm có mưu đồ, hôm nay xuất hiện cục diện đều tại hắn trong dự đoán, đương nhiên. Giang giật đàn tấu kia thủ thần khúc cũng không có tại hắn trong dự đoán, cũng chính là bởi vì kia thủ thần khúc, địa sát quân chủ mới cải biến kế hoạch. Địa sát quân chủ lường trước giang giật tính cách, đi vào thánh linh giới sau khẳng định hội nháo sự. Hắn muốn liền là giang giật cùng mỹ ảnh tộc bất hòa, nếu không giang giật mẫu thân là mị ảnh tộc, đến lúc đó mẫu thân nàng một câu, giang giật không phải hấp tấp đầu nhập vào mị ảnh tộc A. À. Giang giật tầm quan trọng, địa sát quân chủ rõ ràng nhất, người này hắn đem không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Chỉ cần giang giật không chết hiểu, về sau mạch ra sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Người đều là tự tư, địa sát quân chủ không có khả năng rõ ràng bồi dưỡng một người, đem giang giật bồi dưỡng thành trí cường giả về sau, lại chắp tay đưa cho mị ảnh tộc. Sở dĩ hắn suy đoán giang giật tính khí cùng mị ảnh vương cứng nhắc sau khi va chạm, hai người tuyệt đối phải bất hòa, hắn lại ra mặt điều đình, việc này tự hoàn mỹ. Một kiện hồng mông linh bảo đổi y phiêu phiêu đáng giá sao? Giá trị, địa sát quân chủ phi thường khẳng định điểm này, thực lực của hắn không phải rất mạnh, có hồng mông linh bảo cũng không thể để hắn trở thành địa giới đệ nhất nhân, mất đi hồng mông linh bảo, địa sát giới cũng sẽ không bị người công hãm. Hắn hạ một cái kinh thiên đánh cược, cược giang giật nhất định có thể quật khởi để hắn dám như thế dốc hết vốn liếng, một nguyên nhân rất quan trọng liền là gian giật diễn dịch cái nào một bài thần khúc. Mị ảnh vương nội tâm tại thiên nhân giao chiến, hồng mông linh bảo kia là hồng mông bí cảnh bên trong đản sinh thiên địa trí bảo, toàn bộ địa giới có mấy cái hồng mông bí cảnh. Chỉ có một cái, nói một cách khác cái này ước vạn năm đến, cái này hồng mông bí cảnh bên trong chỉ ra đời ba kiện hồng mông trí bảo, phân biệt bị mặc vũ tộc, mạch ra cùng kỳ ra thu hoạch được, cái này thiên hồn chuông cũng không phải là địa sát quân chủ đạt được, mà là mạch gia tiên tổ đạt được. Một kiện hồng mông linh bảo có thể làm cho một cái gia tộc có được cường đại lực chấn nhiếp, có thể làm cho hắn chiến lực tăng phúc ba thành trở lên, có lẽ chờ hắn luyện hóa cái này hồng mông linh bảo về sau, địa giới đệ nhất nhân tựu không nhất định là lục ưng vương. Địa giới đệ nhất cùng địa giới thứ hai, vẻn vẹn tranh lệch một tên, danh vọng lại là tranh lệch thiên địa. Đạt được cái này hồng mông linh bảo có thể nhiều đời truyền thừa tiếp, để mị ảnh tộc tử tôn đời đời kiếp kiếp thu hoạch càng là đại nhân vật tranh cường háo thắng chi tâm càng mạnh, giờ khác này mị ảnh vương kém chút sẽ đồng ý. Bởi vì y phiêu phiêu là nữ nhi của hắn, đi địa sát giới giống nhau là nữ nhi của hắn, không nói hắn một cái mệnh lệnh y phiêu phiêu liền sẽ ngoan ngoãn trở về, coi như vĩnh viễn không trở lại thì thế nào. Hy sinh một cái y phiêu phiêu, có thể để mị ảnh tộc đời đời kiếp kiếp thu hoạch, có thể để hắn chiến lược tăng nhiều, cái này phi thường có lời. Huống chi địa sát quân chủ nói, đi địa sát giới sẽ làm thân nữ nhi đồng dạng đối đãi phụ vương, y đồ truyền âm để mị ảnh vương linh hồn chấn động, cũng làm cho hắn trần chờ y đồ truyền âm nói, giang giật thân phận có vấn đề, hắn rất có thể là. Bồng bình nhi tử, bồng bình nhi tử, mị ảnh vương nhớ tới đêm qua kỳ thanh trần cùng giang giật còn có địch linh nhi len lén lẻn vào thánh ngục tầng 18, khi đó hắn coi là chỉ là kỳ thanh trần nghĩ thăm viếng y phiêu phiêu, giờ phút này mới phát hiện vấn đề, giang giật đêm qua thần sắc cũng vấn đề rất lớn. Giống như người có thể cho ta một người, ta cam đoan tiểu tử này cả một đời một bước cũng sẽ không bước vào thánh linh giới, càng sẽ không cùng các ngươi là địch. Hắn lại nghĩ tới địa sát quân chủ, còn có giang giật đối mị ảnh tộc biểu hiện địch ý. Nguyên bản hắn còn không hiểu thấu, không phải liền là một cái đấu văn đệ nhất sao giang giật đáng trước mặt mọi người tuyên cáo cùng mị ảnh tộc là địch giống như giang giật đầu óc không có vấn đề, hắn đây chính là tự tìm đường chết. Đúng rồi, còn có thánh trong ngục y phiêu phiêu, người khác không biết, mị ảnh vương lại phi thường tinh tường, thánh linh sơn cấm chế lấp lánh, chính là bởi vì y phiêu phiêu tại công kích thánh ngục cấm chế. Mị ảnh vương ánh mắt đột nhiên quét về phía giang giật, sau khi liếc nhanh mấy lần phát hiện giang giật cùng y phiêu phiêu quả nhiên dáng dấp có chút giống nhau. Hắn càng xem càng cảm giác giống như, giờ khác này nội tâm của hắn không có tức giận, cũng không có đối giang giật lên một tia sát ý, ngược lại đầy mắt tâm tình rất phức tạp. Mị ảnh vương A, người này ngươi thật đúng là không thể giết, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Địa sát quân chủ xuất hiện thời điểm truyền câu nói đầu tiên, giờ phút này nghĩ đến có song trọng hàm nghĩa. Mị ảnh vương trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía địa sát quân chủ truyền âm nói, người sớm biết giang giật thân phận ngươi là cố ý a à? Địa sát quân chủ cười cười, truyền âm tới nói, coi như ta mang theo giang giật tới, nói rõ thân phận, ngươi sẽ thả người sao. Mị ảnh vương trầm mặc, giống như ngay từ đầu địa sát quân chủ trực tiếp mang theo giang giật tới phải thả người, dùng tính tình của hắn không chỉ có sẽ không để ngược lại sẽ trong cơn giận dữ trực tiếp chém giết Giang Giật A. Nghị ảnh vương trong lòng đột nhiên có chút hối hận, hối hận cùng Giang Giật quan hệ biến thành dạng này. Hắn nghe được Giang Giật thần khúc, nghe được bên trong ẩn chứa vô tận tưởng niệm, vô tận thống khổ, nghe được Giang Giật đối với y phiêu, phiêu nồng đậm yêu thương, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Hắn vừa rồi kém chút giết chết chính mình thân ngoại tôn như thật giết, y phiêu, phiêu nhận được tin tức sau sẽ lập tức tự sát, cái kia chính là người đầu bạc tiến người đầu xanh kết cục, Mị ảnh vương nội tâm một, lại càng thêm không biết làm sao bây giờ. Ngoại tôn hắn tính là gì ngoại tôn hắn là ta mị ảnh tộc sỉ nhục. Mị ảnh vương trong đầu lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nội tâm nổi giận, nhưng là không còn có động sát tâm. Có lẽ là bởi vì cái này ngoại tôn quá ưu tú, có lẽ là bởi vì địa sát quân chủ xem giang giật nặng như vậy, để mị ảnh vương ở sâu trong nội tâm cảm thấy giang giật là cái nhân vật, mà không phải. Y phiêu phiêu cùng một phàm nhân tăng tiệu với nhau sinh ra tạp trùng, Địa sát quân chủ nhìn thấy mị ảnh vương sắc mặt xanh trắng đan sen, thoáng cái lại xem vài lần giang giật, thoáng cái lại nhìn một chút thánh linh sơn, thoáng cái nổi giận, thoáng cái lại hối hận, cảm giác có chút không được bình thường, vội vàng mở miệng nói, này này, mị ảnh vương, người đường đường thánh linh giới bá chủ, địa giới đệ nhị cường giả, sẽ không thật nghĩ chơi xấu a thả hay là không thả người, cho câu nói. Không thả, mị ảnh vương lãnh mâu quét địa sát quân chủ một chút, lập tức run run trên mặt vỏ khô nói, bản vương hôm nay liền muốn ăn vạ, thế nào không phục chúng ta tự đánh một trận. chương 1467, không muốn mặt mo. Hôm nay đến xem đấu pháp khán giả cũng coi là đáng giá, miễn phí nhìn một trận trò hay, một trận khoáng thế khó gặp phấn khích vở kịch, cũng nhìn thấy địa giới người thứ hai cùng trợ búa vô lại lưu manh chơi xấu. Mị ảnh vương tính cách rất cứng nhắc, rất nặng quy củ, dĩ vãng cho người ấn tượng cũng là nói một không hai, phát ra mệnh lệnh tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Hôm nay lời này tự liền y đồ đều coi là nghe lầm, Lần trước y phiêu phiêu sự tình y đồ bọn người thế nhưng là tại hắn bên ngoài thư phòng quỳ dòng dã một ngày một đêm, mị ảnh vương căn bản không rảnh để ý. Lão già này hôm nay chúng ta, địa sát quân chủ nháy nháy mắt, cũng có chút mơ hồ, hắn đều xuất ra hồng mông linh bảo, trọng yếu nhất chính là ngay trước nhiều người như vậy bức hiếp hắn, theo mị ảnh vương tính cách làm sao có thể lật lọng mị ảnh vương hết lần này tới lần khác lật lọng, càng là trực tiếp đùa nghịch hoành, mặt mo cũng không cần. Sai, địa sát quân chủ rất nhanh nghĩ thông suốt, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắn quá bất cẩn, hắn quên đi giang giật kia thủ thần khúc lực trấn nhiếp. Hắn vừa rồi tiềm phục tại cách đấu pháp đài có mấy trăm dặm địa phương, sở dĩ cũng không có cảm nhận được cái này thần khúc uy lực. Mị ảnh tộc tại phụ cận ẩn núp cường giả nhiều lắm, chỉ là một khắc cuối cùng giang giật dẫn tới bốn thần thú cùng vang lên, mới vụng trộm dùng thần thức quét tới. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không có cảm nhận được thần khúc chân chính uy lực, mị ảnh vương lại cảm thụ được rõ ràng lại thêm địa sát quân chủ coi trọng như thế giang giật mỹ ảnh vương mặc dù xem giang giật không vừa mắt nhưng ở nội tâm cũng nhận định giang giật là cái nhân vật tương lai thực lực không nói mạnh hơn hắn nhưng đạt tới phong vương cấp hẳn không phải là vấn đề giống như đem y phiêu phiêu thả nhưng đất sát quân chủ mang đến địa sát giới hắn làm mất đi cái này tiểu nữ nhi mà lại dùng giang giật tính cách cả một đời cũng sẽ không bước vào thánh linh giới bởi vì một kiện hồng mông linh bảo hắn muốn mất đi một đứa con gái còn có một cái có được vô hạn có thể ngoại tôn làm ăn này có lời sao? Không ai nói rõ được, Mị Ảnh Vương không biết đến cùng bên nào có lời, hắn chỉ là bản năng cảm thấy không thể xưng địa sát quân chủ ý, địa sát quân chủ càng nghĩ muốn đổ vật, hắn càng không cho. Bởi vì hắn tin tưởng địa sát quân chủ mặc dù là cái người hiền lành, nhưng đời này chưa từng thua thiệt qua, tặc tinh tặc tinh. Mị Ảnh Vương a, địa sát quân chủ chắc chắn sẽ không cùng Mị Ảnh Vương khai chiến, hắn cũng đánh không lại Mị Ảnh Vương hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, người dạng này không tốt a nhiều như vậy hậu bối nhìn xem đâu, trước kia cũng không có phát hiện ngươi như thế không nói đạo lý a. À. Địa sát quân chủ nói chuyện rất văn nhã, người sáng suốt ngược lại là đều có thể nghe được, hắn tại châm trọng mị ảnh vương không muốn mặt mo. Bản vương một mực không nói đạo lý, thế nào? Mị ảnh vương trừng mắt, hôm nay xem ra là chuẩn bị chơi xấu đến cùng, hắn run cái mũi mắt dọc nhìn qua địa sát quân chủ nói, không phục, tự cùng ta đánh một trận, có thể thắng ta ngươi nói cái gì chính là cái đó toàn trường bó tay rồi người bình thường nhưng cũng không dám nói nửa câu lời nói liền tiểu ưng vương cũng không dám giờ phút này khiêu khích mỹ ảnh vương địa sát quân chủ triệt để không phản đối chỉ có thể nhún vai truyền âm nói chính ngươi nữ nhi ngươi thích bỏ không thả Hồng mông linh bảo ngươi không muốn ta còn không nỡ đâu như vậy đi ngươi đem bồng bình theo thánh trong mục phóng suất ta để giang giật cam đoan không tìm các người mỹ ảnh tộc phiền phức như thế nào nhi tử lớn đến từng này dù sao cũng làm cho bồng bình gặp một chút ra. Địa sát quân chủ lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị giúp Giang giật làm chút chuyện, để y phiêu phiêu không cần tiếp nhận thánh ngục nỗi khổ, cũng làm cho mẹ con các nàng gặp một lần. Hắn lần này là truyền âm, trong giọng nói mang theo khẩn cầu, xem như rất cho mị ảnh vương mặt mũi. Mị ảnh vương có chút tụ tập, hắn là cứng nhắc, hắn là cay nghiệt, nhưng y phiêu phiêu là hắn thích nhất tiểu nữ nhi, chính hắn không đau lòng thế nhưng là tộc pháp là tộc pháp, giống như người người cùng y phiêu phiêu đồng dạng, hạ giới tìm phàm nhân kết hôn sinh con, mị ảnh tộc uy nghi ở đâu mị ảnh tộc cũng sẽ trở thành địa giới trò cười. Không thể thả, mị ảnh vương rất nhanh quyết định, muốn thả cũng không thể phóng, nói như vậy ân tình toàn bộ đều là địa sát quân chủ, giang giật hội đọc lấy địa sát quân chủ tốt, đồng dạng sẽ còn thống hận mị ảnh tộc, vậy hắn còn không bằng cầm hồng mông linh bảo. Sở dĩ hắn coi thường địa sát quân chủ, lạnh lùng nhìn lướt qua y đồ nói, y đồ, đấu văn đệ nhất định vì giang giật, lần này đấu pháp kết thúc, phát phái phần thưởng sau đó tiến khách. Hưu, mị ảnh vương thân thể hướng Thánh Linh Sơn bắn ra, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, bất qua cuối cùng hắn truyền một câu cho Giang Giật, tiểu tử, lúc nào ngươi cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, lúc nào ta phóng bồng bình ra. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy có năng lực, có thể chính mình giết tới Thánh Linh Sơn. Mị ảnh vương cứ thế mà đi, lưu lại toàn trường mắt trợn tròn mọi người. Y đồ cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tăng hắng một cái, mặt mo nóng lên nói ra, đấu văn kết thúc, Hạng nhất giang giật, hạng hai hạc liệt, hạng ba ngộ đạo. Lần này vạn giới đấu pháp đến đây là kết thúc, toàn bộ tản. Hiu hiu hiu. Trên khán đài người xem toàn bộ bay lên không, hướng thiên mỹ thành bay đi. Mặc kệ đi cái nào trước tiên cần phải lập tức rời đi nơi này, nếu không y đồ trong cơn giận dữ, rất nhiều người phải ngã nấm mốc a, à, mà lại chuyện hôm nay bọn hắn khẳng định không dám truyền ra ngoài bên ngoài câu. Lão già này quá không muốn mặt, địa sát quân chủ thầm mắng một tiếng ánh mắt nhìn về phía giang giật truyền âm nói giang giật thật có lỗi cái này lão cổ đồng rất cố chấp vừa rồi ta truyền âm muốn cho hai mẹ con nhà ngươi gặp một lần đáng tiếc lão cổ đồng lần này sợ là không gặp được mẹ ngươi bất quá yên tâm chờ chúng ta đi về sau ta đoán chừng mẫu thân ngươi khẳng định hội đưa đến tầng thứ nhất thánh mục sẽ không lại tiếp nhận lớn như vậy thống khổ đương nhiên dùng lão cổ đồng tính khí sớm phóng suốt là không thể nào giang giật nhẹ gật đầu theo mị ảnh vương truyền âm bên trong hắn nghe được một tia ý vị. Nội tâm của hắn có chút thở dài một hơi, lần này nháo trò chỉ ít y phiêu phiêu không cần tại tầng 18 tiếp tục tiếp nhận loại kia kinh khủng trọng lực. Bản nguyên áo nghĩa, Giang giật trong đôi mắt quang mang lóe lên, lần này hắn tìm được sâu trong linh hồn lạc ấn thiên tuyển rung động, đợi một thời gian nhất định có thể nhanh chóng cảm mộ, đến lúc đó liền có thể đem y phiêu phiêu cứu ra. Quân chủ, ánh mắt của hắn nhìn về phía địa sát quân chủ, muốn nói gì, cuối cùng cũng không nói gì lối ra địa sát quân chủ mỉm cười vỗ vỗ giang giật bả vai cũng không nói cái gì hết thảy đều không nói lời nào địa sát quân chủ ánh mắt nhìn về phía bên người gắt gao bắt lấy giang giật giang tiểu nô có chút nhức đầu nhìn qua tiểu ưng vương nói tiểu ưng vương để ngươi muội muội theo ta trở về ở một thời gian ngắn đi quay đầu ta để cho người ta đưa về mặc vũ bí cảnh nàng bộ dạng này ngươi là mang không đi tiểu ưng vương mặt không biểu tình nội tâm lại là vừa tức vừa giận bất quá cô muội muội này tính tính tốt giống như gần giống như hắn hắn cũng không dám quá phận bức bách chỉ có thể trở về bẩm báo ương hậu lại nói hắn hung tợn nhìn chằm chằm giang giật một chút thân thể bay lên không trực tiếp hướng thiên mị thành bay đi chẳng hề nói một câu những cái kia mặc vũ tộc cường giả ngược lại là không đi tiểu ưng vương truyền âm cho bọn hắn đi theo giang tiểu nô ra nửa điểm sự tình bọn hắn cũng không cần trở về tốt địa sát quân chủ quét mọi người một cái nói trở về đi y đồ đem ban thưởng phân phát xuống dưới, đưa cho Giang giật một cái giới chỉ, cũng không nói gì thêm, chỉ là cùng Giang giật nhẹ gật đầu. Giang giật không có nhích người, mà là hướng bốn phía nhìn một cái nói, ai có đàn. Đã lần này chú định không cách nào gặp mặt, hắn muốn đi trước đó khảy một bản cùng y phiêu phiêu tiến biệt, cũng nghĩ truyền lại một cái tin tức cho nàng hắn sẽ mau chóng cảm mộ bản nguyên áo nghĩa, đến đem y phiêu phiêu tiếp đi, như đến lúc đó mị ảnh vương tái xuất trở mặt, hắn chỉ có huyết tẩy thánh linh sơn mươi 1468, đây mới là ta y phiêu phiêu nhi tử. Giang giật lần này gảy một khúc rất phổ thông làn điệu, không có lần trước như vậy hung tàn, cũng không có gây nên mọi người bạo tẩu, càng sẽ không dẫn tới bốn thần thú phát cuồng. Bất quá làn điệu bên trong nhàn nhạt đau thương chi ý rất rõ ràng, để toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều vốn muốn rời đi công tử tiểu thư đều ngừng lại. Đây chính là khó được nghe được thần khúc A, tại toàn bộ địa giới giang giật thần âm pháp tắc không nói là đệ nhất, 10 vị trí đầu hẳn là thỏa thỏa. Một khúc lạc thôi, Thánh Linh Sơn cấm chế lần nữa lấp lánh không ngớt, Giang giật khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, hướng địa sát quân chủ nhẹ gật đầu, cái sau mang theo hắn cùng Giang Tiểu Nô đằng không mà lên, bắn thẳng đến Thiên Mị Thành mà đi. Bởi vì Giang giật thân thể rất suy yếu, mọi người tại Thiên Mị Thành nghỉ ngơi mấy canh giờ sau, mới cưới truyền tống trở về địa sát giới. Các giới các công tử tiểu thư gần như không có dừng lại, nhao nhao cưới truyền tống trận rời đi, sự tình lần này huyên náo quá lớn, Mị ảnh vương giận dữ, lưu tại thánh linh giới cũng không tốt đùa. Hưu, thánh linh sơn cái trước trong cung điện, một đạo u hồn ảnh tử bắn vào, y đồ trở tay đứng tại trong thư phòng, không quay đầu lại chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, đều đi. Đi, địa sát vương cùng giang giật một tiểu vũ, kỳ thanh trần, tiểu ưng vương bọn người riêng phần mình trở về. U ảnh quỳ một chân xuống đất bẩm báo, y đồ nhẹ gật đầu khua tay nói, đi xuống đi, đưa tin cho hôm nay đến xem lễ người, chuyện hôm nay không phải truyền ra ngoài, nếu không, giết chết bất luận tội, các loại chờ u ảnh biến mất về sau, y đồ mới xoay người tới, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Chuyện hôm nay tình mặt của hắn ném đi được rồi không nói, mị ảnh vương mặt cũng mất hết, hết lần này tới lần khác bọn hắn có khí còn không thể tung ra, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Y đồ, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, y đồ liền vội vàng khom người nói, phụ vương. Thanh âm lần nữa truyền đến, băng hàn tới cực điểm, đi đem bồng bình đưa đến tầng thứ nhất, Mặt khác nói cho nàng, đừng tưởng rằng con trai của nàng tới, ta liền sẽ tha thứ nàng, giống như không chịu nhận lầm, đời này ngay tại thánh trong ngục ở lại đi. Hừ, vâng, phụ vương, y đồ trùng điệp quát khẽ đạo, ngang con đứng thẳng lúc, trên mặt hắn cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Hắn tại Mị Ảnh Vương chơi xấu thời điểm liền đã biết rõ kết cục này, hắn cái kia cháu trai đầy đủ xuất sắc, mà lại có được vô hạn có thể, giống như lại tiếp tục đem y phiêu phiêu nhốt tại tầng 18, chờ Giang giật thực lực đủ rồi tuyệt đối sẽ huyết tẩy thánh linh sơn đến lúc đó đem không cách nào vãn hồi y đồ trong đầu hiển hiện giang giật vậy cũng là hận ý hai con ngươi hồi tưởng lại kia thủ có được vô tận sát ý cùng kinh thiên tức giận thần khúc không nhịn được có chút không rét mà run bọn hắn không cho giang giật đấu văn đệ nhất cũng là bởi vì giang giật trên người có cỗ tà khí không thể khống chế dạng này người nguy hiểm nhất hết lần này tới lần khác hắn thiên tư tung hoành y phiêu phiêu mới bị bắt trở về bao lâu hắn tự phi thăng kém chút đều muốn cảm mộ bản nguyên áo nghĩa Ai, Y Đồ nghĩ nghĩ đau cả đầu, cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chân đi ra phía ngoài, tiến vào thánh ngục trực tiếp hạ tầng thứ 18. Mở cửa, thủ vệ tại Y Phiêu Phiêu tù thất phía ngoài vẫn là kia cái trưởng lão, Y Đồ vung tay lên, cái sau không do dự lập tức mở cửa, bởi vì Y Đồ tại Mị Ảnh tộc đại biểu là Mị Ảnh Vương, hắn quyền thế gần với tộc trưởng. Đại môn từ từ mở ra, Y Đồ nhìn lướt qua bên trong, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Y Phiêu Phiêu không có ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà là ngồi quỳ chân tại chân tường, hai tay vịn vách tường, nhắm mắt lại, nước mắt lại như tiểu hạ im ắng chảy xuôi mà ra, đánh vào trên sàn nhà phát ra thanh âm thanh thúy. Nên bước nặng nề bộ pháp, y đồ chậm rãi đi vào. Hắn đứng tại y phiêu phiêu sau lưng, nguyễn động bờ môi, nửa ngày mới nói ra, bồng bềnh, phụ vương hạ lệnh cho ngươi đi tầng thứ nhất thánh mục. Về sau ngươi không cần tiếp nhận mạnh như vậy trọng lực. Y phiêu phiêu không quay đầu lại, mặt vẫn như cũ đối vách tường, thậm chí thân thể đều không có di động một tia nàng hai tay nhẹ nhàng ma sát băng lãnh vách tường, tựa hồ tải khẽ vuốt giang giật mặt, một hồi lâu sau nàng mới há mồm, có chút nghẹn ngào nói ra, nhi tử ta hình dạng thế nào hắn. Đi rồi sao, y đồ khóe miệng lộ ra một tia miến cưỡng mỉm cười nói, rất xuất khí, cùng dung mạo ngươi rất giống, ta giúp ngươi tranh cái đổ đi. Y đồ lấy ra giấy mực bút nghiên, nhanh chóng câu họa, hắn họa kỹ coi như không tệ, đem giang giật tranh đến rất sống động. Y phiêu phiêu nghiêng đầu lại, cùng giang giật trước kia thấy qua bộ dáng không có quá đại khu đừng, khác biệt duy nhất liền là gầy gò mấy phần, càng lộ vẻ sở sở động lòng người, nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm dần dần thành hình chân dung, trong mắt nước mắt càng ngày càng mãnh liệt cuồng vậy mà ra. Y đồ vẽ xong về sau, đem chân dung đưa cho y phiêu phiêu nói, hắn đi theo địa sát vương trở về, phụ vương nói để hắn cảm mộ bản nguyên áo nghĩa sau lại đến, người đứa con trai kia tính khí cùng ngươi quá giống, vừa rồi trực tiếp chống đối phụ vương, còn nói muốn huyết tẩy thánh linh sơn ha 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 y phiêu phiêu cười ha hả cười bên trong mang nước mắt gật đầu nói đây mới là ta y phiêu phiêu nhi tử chống đối tốt huyết tẩy thì tốt hơn ngươi y đồ vừa tức vừa giận liên thanh thở dài nói ngươi cái này tính khí còn muốn phụ vương làm sao tha thứ ngươi phụ vương mới vừa nói ngươi không chịu nhận lầm vậy liền cả một đời ở bên trong đợi đi đợi tự đợi y phiêu phiêu đùa cợt nói ra ta không cần hắn ân xá nhi tử ta tự nhiên sẽ tới cứu ta ra ngoài đại ca người trở về chuyển cáo lão gia hỏa, đời này ta cũng sẽ không nhận lầm, cũng sẽ không lại để hắn một tiếng phụ hoàng. Ngươi đi đi, ta muốn tiếp tục tu luyện. Ừ, y đồ con ngươi quang mang lóe lên, ngưng âm thanh nói ra, ngươi không đi tầng thứ nhất. Không đi, y phiêu phiêu tay nâng chân dung, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, ta không cần lão gia hỏa đáng thương, phạm vào tộc pháp ta hội đảm đương hậu quả, hoặc là chờ 10 năm kỳ đầy, hoặc là chờ nhi tử ta tới đón ta, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không rời đi cái này. Ngươi, Hồ đồ, y đồ tức giận đến nổi trận lôi đình, trong phòng đi qua đi lại, bị tức đến không rõ. Y phiêu phiêu lại không quan tâm, bưng lấy giang giật chân dung ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn xem chân dung, mặt mũi tràn đầy say lòng người tuyệt mỹ nụ cười. Hừ, một đạo già nua tiếng hừ lạnh vang lên, y đồ, mặc kệ hắn, nàng đã muốn ở chỗ này mặt ở lại, liền để nàng đợi cả một đời đi. Bản vương ngược lại là phải thật tốt nhìn xem, con trai của nàng giết thế nào bên trên thánh linh sơn đem nàng cứu ra ngoài. Mị ảnh vương truyền lời tới, trong lời nói đều là nổi giận, lần này hắn mặt mo bởi vì giang giật mất hết, thật vất vả không nể mặt ân xá y phiêu phiêu, để nàng đi một tầng không đến mức thống khổ như vậy, y phiêu phiêu ngược lại phạm tiện tính tình của hắn đi lên, tự nhiên tức giận rồi. Ai, y đồ nặng nề thở dài, quay người đi ra ngoài, lao tù cửa đá chậm rãi quan bế. Y phiêu phiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có phản ứng mị ảnh vương, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười rực rỡ nhìn qua giang giật chân dung không ngừng lẩm bẩm nói, hai tử, con của ta. Con của ta phi thăng, con của ta đến địa giới tìm ta. Con của ta trưởng thành, biến thành cường giả. Hai tử, mẫu thân sẽ chờ ngươi đến tiếp ta đi ra kia một ngày, ta chờ, chờ. chương 1469, thần nông đỉnh. Ông, địa sát lâu đài bên trong một cái đại điện truyền tống trận quang mang lấp lánh không ngớt, giang giật bọn người dần dần tại trong truyền tống trận ngưng hiện. Thủ vệ truyền tống trận năm người thấy rõ ràng người ở bên trong về sau, vội vàng sợ hãi quỳ xuống nói tham kiến quân chủ tham kiến chư vị đại nhân địa sát quân chủ khoát tay áo ra hiệu mọi người hắn nhìn lướt qua choáng choáng cháo giang giật cùng giang tiểu nô mở miệng nói giang giật người tại địa sát nghỉ ngơi hai ngày đi hoài tang các người cố gắng bồi bồi giang giật cùng một tiểu thư địa sát quân chủ thân thể lóe lên biến mất không thấy mạch lăng thu lại có chút nhức đầu nhìn qua giang tiểu nô một chút đối giang giật nói ra giang giật đi ta ngủ ở đâu hai ngày không được giang giật nghĩ nghĩ lắc đầu nói ta còn là hồi trở lại thần ưng thành đi tại ngụ ở đâu lấy dễ chịu tùy ngươi mạch lăng thu mang theo mọi người đi ra sau đó đem mạch thượng hành tìm đến để hắn mang theo giang giật cùng giang tiểu nô đi thần ưng thành mạch hoài tang bọn người có chút nhớ nhung đi theo nhưng giang giật xa cách các nàng cũng không có cái mặt này ra địch linh nhi ngược lại là mở miệng nói giang giật mang ta đi các ngươi kia chơi đùa tốt giang giật một cái đáp ứng đối với địch linh nhi hắn rất có hảo cảm mà lại hắn còn hủy đi địch linh nhi cổ cầm có chút áy náy chuẩn bị trở về đầu mua một cái tốt hơn trả lại cho nàng mạch thượng hành mang theo mọi người đi truyền tống trận lưu lại mạch hoài tang hiên viên võ đế cửu thiên vấn tần hoán bọn người trông mong đối mặt mạch hoài tang khe khẽ thở dài có chút hối hận không có trước đó xem nhẹ giang giật cũng có chút ảo não vì sao địa sát quân chủ không có nói sớm nhắc nhở nàng như thế liền có thể cùng giang giật giữ gìn mối quan hệ bất luận địa sát quân chủ cùng giang giật quan hệ liền nói giang giật kia một bài thần khúc Giang giật người này tuyệt đối tiền đồ bất khả hạn lượng. Mạch Hoài Tang là địa sát quân chủ tôn nữ không sai. Vấn đề là địa sát quân chủ tôn nữ có rất nhiều a, giống như có thể gả cho Giang giật. Các nàng mạch này tại mạch ra địa vị sẽ tăng lên không ít. Khởi công không quay đầu lại tiến. Mạch Hoài Tang cũng chỉ có thể âm thầm thương cảm hối hận. Nàng đột nhiên cảm thấy địa sát quân chủ không có bản giao để nàng cùng Giang giật giữ gìn mối quan hệ, có phải hay không cho rằng nàng không xứng với Giang giật a? Giang giật dẫn một đám người truyền tống về Lam ưng phủ, tiêu hoàng đã bị kinh động trong nháy mắt dẫn người ra ninh tiếp, nhìn thấy Giang tiểu nô cùng mị ảnh tộc cường giả cùng một chỗ đi theo bị hù dọa, lần này sẽ không lại muốn ổn ào ra đại sự A. À. Giang giật quyết định tại Lam ưng phủ nghỉ ngơi một ngày, thật sự là quá hư nhược, mà lại hắn cần cho địch linh nhi mua một cái cổ cầm, đi thần ưng thành rất khó mua được, tìm xem cửu thiên trạch hẳn là lại càng dễ mua một chút. Mà lại chính hắn cũng cần một cái cổ cầm, thần âm thiên ký tiến dai, lại dung hợp thiên tuyển vận luật, để hắn nhiều hơn một loại phi thường cường đại thần thông, chỉ ít phong hào chiến thần phía dưới hắn là vô địch. Sự thật chứng minh, phong hào chiến thần hắn cũng có thể ảnh hưởng, bất quá phải cần một khoảng thời gian, phong hào chiến thần không có khả năng cho hắn cơ hội, đoán chừng tiếng đàn vừa vang, liền sẽ lập tức bị công kích. Hắn mang theo mọi người tiến vào tiêu hoàng cung cấp viện tử, để địch Linh Nhi đi nghỉ ngơi, Giang Tiểu Nô cũng phát tay để mị ảnh tộc nhân xuống dưới, hai người hưởng thụ một chỗ thời gian tiểu nô tại mặc vô tộc qua được không các nàng đối người được không giang giật lôi kéo giang tiểu nô tay giang tiểu nô ký ức bị phá ra hắn đây là lần thứ nhất cùng giang tiểu nô nói chuyện giang tiểu nô khẽ lắc đầu nói các nàng đối với ta rất tốt liền là không tại thiếu xa bên người không quen ta không vui hừ hừ hắn dám phong ấn ta ký ức đời ta cũng không trở về ha ha giang giật đắng chát cười một tiếng không nói gì thêm sợ là ưng hậu cùng lục ưng vương chẳng mấy chốc sẽ tới a à lần này lại sẽ không náo ra cái đại sự gì không qua sông tiểu nô không chịu trở về hắn đương nhiên sẽ không ép buộc nàng trở về hắn nghĩ nghĩ nói ra tiểu nô trễ chút ta dẫn người đi phòng đấu giá chơi đùa người muốn mua cái gì thiếu ra mua cho ngươi đúng rồi qua một thời gian ngắn chúng ta trở về một chuyến đi xem một chút đại gia ra các nàng hồi thiên tinh giới sao giang tiểu nô đôi mắt sáng lên đối với nàng cùng giang giật tới nói thiên tinh giới kia là các nàng chân chính ra. Nếu là có thể, Giang Tiểu Nô nguyện ý cùng Giang giật cả một đời ở tại thiên tinh giới, vĩnh viễn không đến thượng giới. Ừm, Giang giật trùng điệp gật đầu nói, ta có thần nguyên, đấu văn đệ nhất ta được đến 50 triệu thần nguyên đâu, tùy ý có thể truyền tống đi thiên tinh giới. Tốt, Giang Tiểu Nô ngòn ngọt cười, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào, cùng Giang giật cùng một chỗ, coi như không hề làm gì, nói cái gì đều không nói, có thể lặng lặng nhìn xem hắn, Giang Tiểu Nô đã cảm thấy phi thường hạnh phúc. Giang giật cùng Giang Tiểu Nô nói chuyện phía một trận, lấy ra một cái giới chỉ, quang mang lóe lên, một kiện màu đen xinh đẹp chiến giáp xuất hiện, còn có một cái đen nhánh lục giác tiểu đình. Cực phẩm thần khí chiến giáp, nguyên thủy linh bảo, Giang giật con mắt có chút tỏa sáng, ánh mắt rơi vào chiến giáp bên trên liếc mấy cái âm thầm hài lòng, có chiến giáp này phổ thông diệt ma chiến thần là không gây thương tổn được hắn, lại phối hợp thần âm thiên kỹ, hắn có thể diệt sát từng mảnh từng mảnh diệt ma chiến thần cấp bậc võ giả. Hắn đem chiến giáp thu hồi, ánh mắt rơi vào lục giác trên chiếc đỉnh nhỏ, tiểu đỉnh này ảm đạm tối tăm, phía trên văn lộ ngược lại là phi thường thần kỳ, giang giật lật xem thoáng cái, tại đỉnh dưới đáy thấy được hai cái chữ tiểu triện chữ thần nông. Cái này thần nông đỉnh là dùng để làm gì? Giang giật đầy mắt mơ hồ, hắn nhìn ra ngoài một hồi cũng không có nhìn ra chỗ thần kỳ, nghĩ nghĩ trong tay thiên lực vờn quanh bắt đầu luyện hóa thần nông đỉnh. Cái này nguyên thủy linh bảo bên trong cũng không có dấu ấn tinh thần, giang giật tốn hao một canh giờ nhẹ nhõm luyện hóa, lục giác tiểu đỉnh hắc quang lấp lánh, một cỗ không hiểu khí tức lan truyền ra, giang giật trong đầu cũng nhiều rất nhiều tin tức. Ngoá, giang giật đem những tin tức kia cắt tỉa một lần về sau, phá không mắng to lên, y đồ tên vương bát đản này, lại cho ta một cái phế bảo. Làm sao vậy, thiếu ra? Giang tiểu nô nhìn mấy lần tiểu đỉnh, nghi ngờ hỏi. Giang giật thở dài ra một hơi nói, ta còn tưởng rằng là tốt như vậy bảo vật, đỉnh kia là dùng đến luyện đan dược. Giang tiểu nô cũng bó tay rồi, đan dược tại thượng giới cũng không đáng tiền, cường giả cũng không thế nào ỷ lại đan dược. Dù sao bất luận cái gì dược vật dùng qua thêm đối với thân thể đều sẽ có tác dụng phụ, bằng vào tự mình tu luyện thực lực mới là chính mình chân thực chiến lực. Chân chính công tử nhà giàu các tiểu thư đều có cơ hội tiến vào nguyên thủy đạo thiên bí cảnh, ở bên trong tu luyện quá nhanh quá nhanh, cần phải đan dược tăng lên sao. Bị hồ A, à, Giang giật trợn trắng mắt, nguyên bản còn tưởng rằng là một kiện lợi hại công kích bảo vật, lại không nghĩ rằng là cái phế bảo. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, giống như không phải phế bảo, y đồ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra tặng người đi. Giang giật lần nữa lật nhìn một trận, đem thần nông đỉnh ném vào trong giới chỉ cũng mặc kệ, quyết định trước mang theo Giang tiểu nô đi vòng vòng. Đối với người thị nữ này hắn cảm thấy rất là thua thiệt, hắn đi một chuyến thánh linh giới cũng tâm tình cũng rất kém cỏi, hắn nhất định phải ép buộc chính mình quên y phiêu phiêu, dạng này mới có thể tính tâm xuống tới cố gắng cảm mộ bản nguyên áo nghĩa. Hắn đứng lên nói, "Đi, tiểu nô" Ta dẫn ngươi đi cuồng thần bảo, mua cho ngươi mấy thân đẹp mắt y phục." Giang Tiểu Nô không có đứng dậy, ngược lại cúi đầu, trên mặt hiển hiện một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: "Thiếu ra, lần trước thời điểm ra đi, ngươi nói chờ chúng ta lần nữa gặp mặt, ngươi sẽ cho ta." Câu trả lời, đáp án, Giang giật ngạc nhiên, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, lần trước lúc rời đi với Giang Tiểu Nô nói không muốn làm thị nữ của hắn cùng muội muội, muốn hắn cưới nàng, cái kia thời điểm tùy ý qua loa thoáng cái nói chờ lần sau gặp mặt tựu cho nàng đáp án. Chương 1470, xảy ra chuyện lớn. Kỳ thật chuyện này, Giang Giật vẫn không có nghĩ kỹ. Giang tiểu nô đối với hắn mà nói như là tay trái tay phải, ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn sẽ cảm thấy rất dễ chịu, rất quen thuộc. Không ở bên cạnh hắn lúc, hắn sẽ phi thường tưởng niệm, phi thường khổ sở. Vấn đề ngay tại ở từ nhỏ đến lớn, hắn hội quen thuộc đem Giang tiểu nô xem như muội muội, so thân muội muội còn muốn hôn thoáng cái theo muội muội chuyển biến thành người yêu, cái này khiến hắn rất khó cải biến quan niệm. Hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, tiểu nô, chúng ta có thể trước không nói vấn đề này sao ta? Giang tiểu nô khuôn mặt ảm đạm, rất nhanh miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu lên nói, kia đi thôi, thiếu ra, chúng ta đi mua quần áo, ta muốn mua rất nhiều rất nhiều xinh đẹp váy. Tốt, Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, yêu chiều sờ lên Giang tiểu nô đầu, mang theo nàng đi ra phía ngoài, đồng thời gọi lên địch Linh Nhi, mặc vô tộc người tự động thoáng hiện, mạch thượng hành cũng đi theo ra ngoài, tiêu hoàng tự nhiên hấp tấp theo tới. Tiêu hoàng tìm hiểu một phen tình báo, giang giật đạt được đấu văn đệ nhất, tại thánh linh giới đại náo sự tình đã truyền ra, cái này khiến tiêu hoàng đối với giang giật càng thêm cung kính mấy phần. Vị gia này thế nhưng là càng ngày càng như xoa, địa sát quân chủ thế mà cam nguyện thay hắn tiếp nhận ba trưởng cái này có thể bị tiêu hoàng dọa sợ. Sợ là mạch hoài tang phạm tội, địa sát quân chủ cũng sẽ không như thế đi. Đi cuồng thần bảo, mua chút đồ vật, còn muốn cho Linh Nhi tiểu thư mua một cái đàn đâu. Giang giật phất phất tay, hướng địch Linh Nhi cười cười, địch Linh Nhi cũng không có cực tuyệt, ngược lại vui với tiếp nhận Giang Dật biếu tặng lễ vật. Nàng vừa rồi đạt được địch Minh truyền âm, để nàng hảo hảo bồi tiếp Giang giật Giang tiểu nô chơi đùa, mà lại địch Minh còn đưa nàng một cái bổ nhiệm, diệt ma các lam ưng phủ mới các chủ. Địch Minh cái này bổ nhiệm phi thường không hợp lý, mặc dù địch Linh Nhi thực lực hoàn toàn đủ rồi, nhưng địch linh nhi trước đó cũng không có tại diệt ma các có bất kỳ chức vụ đột nhiên bổ nhiệm làm lam ưng phủ phân các chủ đây nhất định sẽ để cho diệt ma các bên trong rất nhiều người bất mãn địch minh liều mạng thuộc hạ bất mãn cũng muốn cưỡng ép bổ nhiệm trong này ngụ ý địch linh nhi phi thường tinh tường địch minh tưởng thông qua nàng cùng giang giật thành lập một loại nào đó quan hệ hoặc là nói hy vọng nàng có thể gả cho giang giật để địch ra cùng giang giật thông ra từ đó lôi kéo giang giật nghĩ tới đây địch linh nhi gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng cũng không nói chuyện đi theo giang giật bọn người lên thiên cơ thuyền, thiên cơ thuyền phá không mà đi hướng cuồng thần bảo bay đi. Đám người đến cuồng thần bảo lúc, cửu thiên trạch cùng hạ tiểu thư đã sớm dẫn một đám người chờ. Giang giật cũng không nói nhảm, càng không có cùng hai người đi uống trà, mà là trực tiếp đi bên trong đi dạo chọn lựa các loại vật phẩm. Trên người hắn có 50 triệu thần nguyên, cảm giác lực lượng đều đủ rất nhiều, chỉ cần giang tiểu nô ánh mắt dừng lại quần áo, không hỏi giá tiền trực tiếp để cho người ta đóng gói cũng giúp địch Linh Nhi mua một cái cổ cầm, địch Linh Nhi thử một chút sau cùng ban đầu không sai biệt lắm, phi thường hài lòng. Đáng tiếc nơi này quý nhất đàn cũng liền cái này cấp bậc, không có giang giật hy vọng bên trong bảo đàn, hắn tùy ý chọn một cái hỏi thăm địch Linh Nhi cùng giang tiểu nô có cần hay không mua cái gì, tại hai người lắc đầu về sau, giang giật quay đầu cùng hạ tiểu thư nói ra tính toán đi, hết thảy bao nhiêu thần nguyên. Ha ha, hạ tiểu thư cùng cửu thiên trạch một đường cùng đi, cũng không có nói quá nói nhảm, Giờ phút này hạ tiểu thư mới khẽ mỉm cười nói, Giang Đại Nhân mua chút tiểu vật phẩm đưa cho hai vị tiểu thư, làm sao còn cần thần nguyên, người đây là xem thường chúng ta a à. Tính toán sổ sách, Giang giật lần nữa nhắc lại một lần, có thần nguyên, hắn cũng không muốn chiếm điểm ấy món lời nhỏ. Hạ tiểu thư gặp Giang giật kiên trì, chỉ có thể hướng bên người một cái quản sự nhìn thoáng qua, cái sau tính một cái cười nói, Giang Đại Nhân, hết thảy 10 vạn thần nguyên. 10 vạn, Giang giật cùng địch linh nhi liếc nhau, hai người đều có chút im lặng, sợ là cái này hai thanh đàn ít nhất phải 200 vạn thần nguyên A à Giang Tiểu Nô mua những cái kia quần áo cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền sắc, Giang Giật cũng chỉ có thể cười khổ lấy ra 10 vạn thần nguyên, đối hạ Tiểu Thư nói ra, hạ Tiểu Thư, cảm tạ chiêu đãi, chúng ta trở về. Đại nhân không có chuyện, tùy thời tới chơi, hạ Tiểu Thư biết rõ Giang Giật đã hiểu nàng nỗi khổ tâm, mỉm cười, đôi mắt lửa nóng. Giang Giật dẫn một đám người đi, lần này không có tại Lam ưng phủ dừng lại, trực tiếp trở về thần ưng thành. Tiêu Hoàng không cùng đến, hắn biết rõ Giang giật người này không thích A Dô Nịnh Hót, có tiêu lãnh tại như vậy đủ rồi. Giang giật để cổ mộc an bài địch Linh Nhi cùng mặc vũ tộc cường giả chỗ ở, Giang Tiểu Nô thì cùng mình lại một cái viện, hắc thần ngoài ý muốn xuất quan, đột phá yêu thần cảnh, hắn nhìn thấy Giang Tiểu Nô sau khi trở về phi thường ngoài ý muốn, cũng thay Giang giật cao hứng. Giang giật để hắc thần đi an bài Giang Tiểu Nô nơi ở, hắn một người ngồi trong phòng trong đại sảnh. Sự tinh lần này huyên áo hắn giờ phút này còn có chút tinh thần hoảng hốt, hắn cần yên lặng một chút, chỉnh lý một chút về sau muốn đi đường. Đầu tiên, chuyện quan trọng nhất liền là nghĩ biện pháp cảm mộ bản nguyên áo nghĩa, cái này thiên tuyển rung động là bị hắn cưỡng ép lạc ấn tại linh hồn bên trong, cũng không phải là hắn cảm ngộ, Hắn có thể vận dụng thiên tuyển rung động, vẻn vẹn bởi vì tại địch linh nhi đàn tấu thời điểm có chút xúc động, cuối cùng bị hắn cùng thần âm thiên kỹ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, vạn nhất chờ hắn cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, mị ảnh vương vẫn là không thả người đâu hắn chỉ có thể cưỡng ép mang đi y phiêu phiêu. Nếu muốn ở địa giới người thứ hai ngay dưới mắt cứu đi một người, Thánh Linh Sơn vẫn là mị ảnh tộc đại bản doanh, nơi đó cường giả như mây, thực lực của hắn muốn đạt tới cái tình trạng gì giống như lục ưng vương một người có thể hay không cứu đi y phiêu phiêu. Giang giật không biết, hắn chỉ có thể liều mạng tăng lên chiến lực, lần này để hắn dung hợp thiên tuyển dung động cho hắn sự tự tin mạnh mẽ, hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian đem chiến lực tăng lên tới tình trạng này, hắn cũng có thể tiếp tục tăng lên, đạt tới diệt ma chiến thần, phong hào chiến thần, phong vương cấp. Vô danh công pháp, hỏa long kiếm tàn kiện, Giang giật nhớ tới lão giả thần bí lời nói, chỉ cần đem vô danh công pháp cảm ngộ đến đệ cửu trọng, lại tìm đủ còn lại hỏa long kiếm tàn kiện, đến lúc đó hắn liền có thể có được đối hú minh giới lực lượng. Câu nói này rất huyền diệu, Giang giật cũng không phải rất hiểu, đến cùng cảnh giới gì mới có thể đối kháng minh giới bất quá, giống như có thể đạt tới loại trình độ đó huyết tẩy thánh linh sơn hẳn là đơn giản a à. bồi tiểu nô mấy ngày tựu bế quan đi trước nếm thử hạ cảm mộ bản nguyên áo nghĩa giang giật quyết định chủ ý đứng dậy hướng về sau viện đi đến muốn nhìn một chút hắc thần cho tiểu nô an bài đến thế nào vừa mới khởi hành bên ngoài một thân ảnh bay vụt mà đến lưu thống lĩnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra đại tư không xảy ra chuyện lớn đại sự giang giật có chút kinh ngạc tại địa sát giới còn có thể ra cái đại sự gì Lưu thống lĩnh nhanh chóng nói ra, vừa mới đạt được truyền báo, hắc tuyết biển sâu chỗ thế mà lặng yên thành lập một cái minh thần đại trận. Trước đây không lâu minh giới truyền tống trăm vạn đại quân tới, Long viêm thành, bắc hà thành cùng hắc tuyết phủ ba cái thành trì trong nháy mắt luân hãm, 9.000 vạn con dân bị minh khí xâm nhập, đã biến thành ma vật. Giờ phút này minh giới đại quân còn tại hướng Lam ưng phủ hắc tuyết phủ 10 cái thành trì mãnh liệt tiến công. Quân chủ đã tự mình xuất thủ đi phá hư minh thần đại trận, các chủ ban bố diệt ma lệnh, toàn bộ diệt ma chiến vương trở lên cường giả lập tức truyền tống đi chiến trường, đánh giết minh giới đại quân, nếu như đi đã muộn, sợ là phụ cận thành trì đều muốn luân hãm. Vậy còn chờ gì, Giang giật khuôn mặt thoáng cái lạnh buốt xuống tới, co cẳng tự hướng ra phía ngoài chạy như điên, đồng thời thiên lực quán chú quát lớn, thành nội sở hữu diệt ma chiến vương, thần vương, địa sát quảng trường tập hợp. Lập tức, chương 1471, không nên để lại hạ thi thể. Kỳ thật lần này Minh giới đại quân có thể dễ dàng như thế xâm lấn địa sát giới. Cùng vạn giới đấu pháp có rất lớn quan hệ, cũng cùng địa sát quân chủ rời đi có rất lớn quan hệ. Lần trước Hắc Huyết Sơn Mạch Thiên Đà Sơn một trận chiến, tại địa sát quân chủ cường thế xuất thủ về sau, đánh chết một cái ngàn vạn năm hỗn độn thú, còn có vô số bị Minh giới ma hóa hỗn độn thú, cùng ba con bị Minh giới âm thầm khống chế thần bọn phỉ đoàn. Minh giới tại Hắc Tuyết trong nước bố cục đã lâu, độc linh ngoài ý muốn bỏ chạy Hắc Tuyết Sơn Mạch để Minh giới chủ trì nơi này Minh tướng quyết định một lần phát động tiểu quy mô chiến đấu, trước tiên đem Lam Ưng phủ cường giả đều hấp dẫn tới, cuối cùng toàn bộ ma hóa khống chế Lam Ưng phủ. Tiếp theo lại truyền tống Minh giới đại quân tới, dùng thế xét đánh không kịp bưng tai lợi dụng truyền tống trận truyền tống đi địa sát giới các phủ vực, cuối cùng ma hóa toàn bộ địa sát giới. Đáng tiếc bởi vì gian giật, Lam Ưng phủ cường giả cũng không có bị ma hóa, cũng bởi vì gian giật địa sát quân chủ xuất thủ, thoáng cái phá hủy kế hoạch của bọn nó sau đó tam đại thế lực đều ban bố nhiệm vụ, rất nhiều cường giả dũng mãnh lao tới hắc tuyết hải, tiềm phục tại hắc tuyết biển sâu chỗ cái kia minh tướng xem tình huống không đúng, chỉ có thể cưỡng ép truyền tống trăm vạn đại quân tới. Thời cơ chọn rất tốt, đúng lúc là vạn giới đấu pháp thời điểm, địa sát quân chủ cũng đi theo giang giật đi địa sát giới, còn có mạch lăng thu đồng dạng đi, sở dĩ tại thế cục vừa mới mở rộng lúc, địa sát thành bên trong quần long vô chủ, cũng không có đầy đủ lòng cảnh giác, dẫn đến năm cái thành chỉ luân hãm. Giang giật dùng thiên lực dao động, toàn bộ thần ưng thành đều chấn động, vô số cường giả nổ bắn ra mà ra, Giang Tiểu Nô cùng mặc vũ tộc cường giả đồng dạng bắn ra, còn có độc linh mạch thượng hành tiêu lãnh bọn người. Giang giật hướng trong truyền tống trận bay đi, lần nữa quát lớn, lão lưu ngươi tỏa chấn thành trì, Tiểu Nô địch linh nhi ngươi bọn họ trong thành ở lại, những người còn lại theo ta đi Bắc Hà Thành. Minh giới đại quân xâm lấn, vù vù, phía dưới thần ưng trong bộ là có rất nhiều cường giả bay lên, tại nhân tộc cùng minh tộc đại chiến bên trong, Bất kỳ cái gì thế lực cùng cường giả đều sẽ trước tiên đi chiến trường. Bởi vì một khi bị minh tộc đại quân khuếch tán ra, ma hóa càng ngày càng nhiều người, sẽ như như vết dầu loang càng lăn càng nhiều, đến lúc đó toàn bộ địa sát giới đều sẽ biến thành địa ngục. Hưu, Giang tiểu nô cùng địch linh nhi không có chút gì do dự đi theo, hai người ánh mắt dị thường kiên định, Giang giật vốn định quát lớn vài câu, nhưng nhìn thấy hai người kiên định lạ thường mắt thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không quan tâm hai người một đường truyền tống mà đi không chỉ là thần ưng thành phụ cận tất cả thành trì đều nhận được mệnh lệnh trước tiên hướng bắc hà thành phương hướng truyền thống tiêu hoàng trước tiên hạ lệnh phàm là thần vương cấp bậc võ giả truyền thống đều là miễn phí để nhân tộc đại quân nhanh chóng tiến đến viện trợ đi càng nhiều người càng sớm sẽ có càng nhiều nhân tộc được cứu vớt một khi một thành trì bị phá ra bên trong đại bộ phận nhân loại hội trong nháy mắt bị ma hóa giang giật linh hồn rất tốt lần này một mực truyền tống đến bắc hà thành nam bên cạnh ngàn vạn dặm hát nham thành mới ngừng lại được cũng không phải là linh hồn hắn không chống nổi, mà là truyền tống không được nữa. Bởi vì phía trước tòa thành chỉ kia bị phá ra, bên này truyền tống trận cũng đóng lại, tránh cho minh tộc đại quân truyền tống tới. hắc nham thành bên trong người đông nghìn nhịt, đại quân tụ tập, cường giả liên tục không ngừng truyền tống tới, gần như đều là lam ưng phủ. Tiêu Hoàng cũng tới, giờ phút này chính tổ chức đại quân liên tục không ngừng ra khỏi thành hướng Bắc mới bay đi. Giang giật, Tiêu Hoàng nhìn thấy Giang giật tới sau lập tức đại hỷ, hắn liên thanh hét lớn, người lập tức xuất lĩnh một đội đại quân đi hắc hà thành. Người biệt xuất chiến, chỉ cần dùng tình hóa kiểu làm sạch minh khí, để đại quân đánh giết thanh lý là đủ. Tiêu lãnh tiêu võ tiêu thiên, các người chú ý bảo hộ giang giật, như hắn chết trận, các người lấy cái chết tả tội đi. Rõ, tiêu lãnh cùng tiêu ra hai tên cường giả đồng thời gật đầu lĩnh mệnh, tiêu hoàng cũng không lo lắng giang giật an toàn, bởi vì mặc vũ tộc có 5 cái cường giả đi theo còn có mạch thượng hành cùng độc linh, giang giật có thể xảy ra chuyện mới là lạ chứ. Tiêu Lãnh lấy ra một chiếc thần châu mọi người bay lên thần châu, đúng lúc này trong truyền tống trận sáng lên một đạo quang mang, xuất hiện hai tên diệt ma chiến thần. Hai người này nhìn thấy Địch Linh Nhi sau lập tức như chút được gánh nặng, bay vụt mà đến quát khẽ nói: "Linh Nhi tiểu thư, tổng các chủ để chúng ta đi theo ngươi đi ra chiến." Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua càng thêm yên tâm, tới hai cái phong hào chiến thần, rõ ràng là đến bảo hộ Địch Linh Nhi, có nhiều như vậy cường giả gian giật bọn người tuyệt đối không ra được sự tình. Mọi người tiến vào thần châu cùng lúc đó 20 chiếc thần châu đằng không mà lên, đem giang giật thần châu bao quanh vây vào giữa, hướng phương bắc gào thét mà đi. Bay ra hắc nham thành, một đường hướng mặt phía bắc bay đi, bên ngoài khắp nơi đều là tuần tra thần châu, giang giật các loại chờ, 21 chiếc thần châu bằng nhanh nhất tốc độ phá không mà đi. Vẹn vẹn bay hai canh giờ, mọi người liền thấy phía trước bầu trời lại đen. Minh giới đại quân, giang giật cắn răng quát khẽ, đối với minh giới đại quân hắn là căm thù đến tận xương tủy, thiên tinh giới bị minh giới làm cho chết đi mấy tỷ người, ngao lưu mấy người cũng là bởi vì minh giới âm mưu mới chết đi, hắn cùng minh giới có thù không đội trời chung. Giết, không có chút gì do dự, bốn phía thần châu toàn bộ quang mang lóe lên biến mất giữa không chung, hơn một vạn địa sát quân, diệt ma các, chiến thần các đại quân lơ lửng bên trong hóa thành từng cái lợi kiếm hướng phía trước phóng đi. Tiểu nô, Linh Nhi tiểu thư, các ngươi đi theo ta. Giang giật nhìn lướt qua Giang tiểu nô cùng địch Linh Nhi, tiêu lãnh thu hồi thần châu, mọi người phù giữa không trung hướng phía trước mới bay bắn đi. Giang giật trong đầu từng cái chữ tiểu truyện ký tự gào thét mà ra, tại bốn phương tám hướng xoay quanh bay múa, ánh sáng nhu hòa từ nhỏ chữ triện trên bùa phóng thích mà ra, hình thành một cái nhàn nhạt, nhạt màn hào quang. Mạch thượng hành đi theo giang giật bên người, tiểu lãnh độc linh mấy người cũng đi theo tại sau lưng, giang tiểu nô biến thân, địch linh nhi trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh lục, mặc phố tộc năm người toàn bộ biến thân, mọi người hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng đến phía trước mở tối bầu trời. Cái này, tới gần minh giới đại quân về sau, Giang giật liếc mấy cái sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì đây không phải minh tộc sinh vật, mà là nhân loại. Quần áo trên người chiến giáp cùng nhân tộc không có gì khác nhau, duy nhất khác biệt liền là trên thân tản ra nồng đậm hắc khí, con mắt cũng là huyết hồng. Ách, rất nhiều sông tới nhân tộc đại quân cũng ngây ngẩn cả người, có chút không hạ thủ được. Bởi vì phía trước trong đại quân có rất nhiều là lão giả, phụ nữ, thậm chí còn có tiểu hài, giống như không phải trong mắt hồng quang, bọn hắn đều sẽ tưởng rằng từng bầy nhân loại. Để toàn quân động thủ, những nhân loại này đã triệt để bị ma hóa, đã không cứu lại được tới, không đánh giết, những này bị ma hóa người sẽ chỉ ma hóa càng ngày càng nhiều nhân tộc, để đại quân không muốn thủ hạ lưu tình, vỡ nát thi thể. Mạch thượng hành sau khi liếc nhanh mấy lần cùng Giang giật quát khẽ, Giang giật nhìn thấy rất nhiều bị ma hóa người dương nanh múa vuốt gào thét vào tới, chỉ có thể cắn răng nói ra toàn quân nghe lệnh, công kích, không phải lưu lại thi thể. Dầm dầm dầm, Giang giật mệnh lệnh thoáng cái, trong chốc lát nửa bầu trời phát sáng lên, vô số công kích đổ xuống mà ra, hướng phía trước điên cuồng vò tới bị ma hóa người oanh sát mà đi. Mạch thượng hành bọn người không có xuất chiến, bởi vì phía trước minh tộc đại quân quá yếu quá yếu, không đáng giá bọn hắn xuất thủ. Âm 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 âm, từng mảnh nhỏ minh nô bị oanh sát thành mảnh vỡ, đầy trời toái thì bắn tung tóe. những này hẳn là hắc hà thành phổ thông võ giả, bị ma hóa sau minh tộc khống chế bọn hắn đến đánh tiên phong, để cho bọn họ tới chịu chết hô hô, nhìn qua từng bầy cấp thấp võ giả, nhìn qua từng bầy người già trẻ em bị oanh sát thành mảnh vỡ, giang giật thật sâu ít mấy hơi, không đành lòng nhắm mắt lại. Mấy canh giờ trước, đây đều là sống sờ sờ sinh mệnh, bản tại hắc hà thành bên trong hưởng thụ lấy bình tĩnh mà an nhàn sinh hoạt. Nhưng chỉ chỉ là mấy canh giờ, các nàng tựu đã mất đi sinh mệnh, còn biến thành minh giới chó săn, bị oanh sát thành mảnh vỡ, liền thi thể đều không có để lại. Trường 1472, giết, minh tộc, nếu ta giang giật có năng lực, nhất định đem các người chém tận giết tuyệt. Giang giật âm thầm thề, Minh giới là người nhân tộc thiên địch, liền giống với nhân tộc là thỏ tử, minh tộc là diều hâu, không đem minh tộc hủy diệt, đem không ngừng có nhân loại bị ma hóa, biến thành minh giới chó săn, linh hồn bị hút vào cửu u luyện ngục, nhục thân biến thành cái xác không hồn bị minh tộc thúc đẩy. Chú ý, trước mặt là Minh nô, phía sau là Minh giới đại quân, hẳn là có mấy vạn. Mạch thượng hành thấp giọng nói một tiếng, Giang giật hướng Tiêu lãnh nhìn một cái tiêu lãnh cùng còn lại các vị tiêu gia cường giả lập tức bắt đầu đưa tin để các lộ đại quân cẩn thận các lộ đại quân nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ phía trước minh nô ánh mắt đều nhìn về phía xa xa minh giới đại quân khuôn mặt ngưng trọng lên tới gần tới gần suy suy khanh khách khạc khạc giang giật nghe được minh giới quái vật tiếng giống cũng thấy rõ ràng phía sau minh giới đại quân những đại quân này bởi ba loại minh giới sinh vật tạo thành một loại là toàn thân đen nhánh có lân phiến hình người thi vương loại này thi vương trong tay đều cầm đen nhánh xích sắt trên chân đồng dạng phân biệt buộc lấy một cái xích sắt miệng rộng bên trong răng sáng như tuyết chu lên thời điểm được không chướng mắt còn có một loại minh giới sinh vật cũng là hình người bất quá có ba cái thân thể ba cái đầu sáu cánh tay phân biệt cầm một cái đặc thù làm bằng gỗ lang nha bổng đi đường lúc lang nha bổng vung vẩy gây nên hách hách tiếng gió loại thứ ba giang giật rất quen thuộc liền là hài cốt cự nhân bất quá lần này hài cốt cự nhân không có trước đó cao lớn như vậy chỉ có cao hơn 10 trường, cũng như một tòa núi nhỏ, mỗi lần bôn tẩu đều có thể gây nên mặt đất rung động, núi cao lay động. Ba loại minh giới sinh vật duy nhất điểm giống nhau, trên thân minh khí vần quanh, che cả bầu trời, ma diễm ngập trời, mặt khác liền là ánh mắt đỏ như máu, như đỉnh đầu kia hai vòng huyết nguyệt, thấy làm người sợ hãi. Đây đều là minh sứ, không đủ gây sợ, ngươi để đại quân khai chiến đi, ta mang theo ngươi tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí, chỉ cần trên người bọn họ không có minh khí, lực lượng liền sẽ nhanh chóng suy kiệt không chịu nổi một kích mạch thượng hành thần thức một mực bốn phía dò xét xác định không có minh tướng xong cùng giang giật truyền âm nói giết giang giật bạo giống một tiếng trước tiên hướng phía trước phóng đi mạch thượng hành nhẹ nhõm đuổi kịp hắn còn lại mọi người đi theo đợi một hồi mạch thượng hành có thể cảm thấy giang giật tốc độ quá chậm dẫn theo hắn phi hành tiêu lòng người dẫn người đi theo chúng ta đằng sau tiêu lãnh hướng nơi xa một cái địa sát quân tướng quân quát khẽ một tiếng lúc đầu dùng thân phận của hắn là không có tư cách đối tiêu long hạ lệnh. Nhưng khác biệt, hắn đi theo giang giật, tiêu hoàng đều muốn xem giang giật sắc mặt làm việc, tiêu lãnh địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tiêu long mang theo 5.000 địa sát quân đi theo giang giật sau lưng, giang giật tại phía trước cũng không công kích, chỉ là khống chế những cái kia chữ tiểu truyện ký tự bay đầy trời. Phàm là tiểu toàn ký tự quang mang bao phủ chỗ, minh khí tự động bị đuổi tản ra, những cái kia minh giới sinh vật khí thế rõ ràng yếu đi không ít. Suy suy, khanh khách khạc khạc ba loại làm người ta dùng mình tiếng quái khiếu vang lên vô số minh giới sinh vật bắn lên muốn công kích giang giật bọn người nhưng giang giật bên người cường giả nhiều lắm đều không cần mặc vô tộc cường giả xuất thủ độc linh mạch thượng hành tiêu lãnh ba người tăng thêm diệt ma các hai tên diệt ma chiến thần nhẹ nhõm đem vào tới minh sứ đánh giết cùng đánh bay suy suy mấy cái thi vương cầm trong tay xích sắt đầy trời vung vẩy từng đạo tiếng giết vang lên cao vài trượng xích sắt hách hách sinh phong nhất là bốn phía đen nhánh đen nhánh càng là thấy làm lòng người sợ bất quá loại này thì vương nhìn rất hung tàn bị tiêu lãnh bọn người tiện tay một kích tựu nổ bay ra ngoài trước ngực lân phiến từng mảnh nổ tung máu đen văng khắp nơi loại kia ba đầu quái vật cũng nhìn hung tàn công kích lực phòng ngự càng không được chỉ có hài cốt cự nhân lực phòng ngự lớn mạnh một chút tiêu lãnh công kích đều chỉ có thể nổ bay không cách nào đánh giết Giang giật nhìn ra ngoài một hồi phát hiện hiệu suất quá chậm quát khẽ nói đừng giết đánh bay là được đem hài cốt cự nhân toàn bộ đánh giết còn lại ném cho đằng sau đại quân không sai bị tính hóa kiểu làm sạch minh sứ lực lượng suy kiệt chúng ta khác đừng công kích giao cho đằng sau đại quân tiêu diệt toàn bộ tăng thêm tốc độ mạch thượng hành nhận đồng nhẹ gật đầu hắn một cái tay mang theo giang giật một cái tay tiện tay đánh ra từng cái đại thủ ấn chuyên tìm hài cốt cự nhân công kích độc linh bọn hắn thì phụ trách đánh lui công kích mà đến thi nhân cùng ba đầu quái vật mọi người như một cái kiểu lưới kiếm sắc bén bắn thẳng đến minh giới trong đại quân phanh phanh phanh, tiêu long mang theo 5.000 địa sát quân theo sát phía sau, cái này 5.000 người giữa bầu trời sát cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 người, còn lại đều là địa sát. Đại quân cuồn cuộn mà đến, 5 người một tổ thành hợp kích chi trận, bọn hắn phát hiện cái này minh sứ đặc biệt tốt giết, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại, mà lại minh sứ trên thân cũng không có minh khí, không cần lo lắng bị minh khí xâm nhập. a à, nơi xa lại không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bên này địa sát quân dò xét thoáng cái nhau nhau sắc mặt, bởi vì mặt khác mấy cái đại quân xuất hiện rất nhiều tử thương, tựa hồ bên kia Minh sứ cường đại hơn nhiều. Không đúng, là Giang đại nhân. Rất nhiều người hướng phía trước nhìn vài lần, rốt cuộc hiểu rõ, Giang giật những cái kia chữ tiểu triển ký tự lên tác dụng mang tính chất quyết định, tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí, để minh sứ lực lượng suy kiệt, bọn hắn đánh giết mới có thể dễ dàng như vậy. Giết, địa sát quân lập tức tinh thần đại chấn, một tướng vô năng, mệt chết tam quân có một cái cường đại thống soái có thể làm cho sĩ khí đại trấn, chém giết cũng càng thêm mãnh liệt. Tăng thêm tốc độ, Giang giật nghe được hai bên truyền đến kêu thảm, biến sắc, bị kích thương ngược lại là không có quan hệ gì, liền sợ bị minh khí xâm nhập ma hóa ha. Hắn cũng không muốn nhìn thấy từng đầu người sống sờ sờ mệnh, trong chớp mắt tự biến thành minh giới sinh vật, cuối cùng cùng với đồng bào tương hỗ tàn sát. Uống, mạch thượng hành chợt quát một tiếng, tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần, độc linh mấy người cũng bắt đầu toàn lực công kích mọi người nhẹ nhóm đâm xuyên toàn bộ minh tộc đại quân phương trận, lập tức quay đầu lại bắt đầu sen kẽ, tịnh hóa kiểu làm sạch càng nhiều minh khí, để càng nhiều minh sứ lực lượng suy kiệt, đánh giết càng nhiều hài cốt cự nhân, dạng này đại quân tiêu diệt toàn bộ liền nhanh hơn nhiều. Thế như trẻ tre, mạch thượng hành đám người thực lực quá mạnh, phối hợp sang giật chữ tiểu triển ký tự tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí để từng mảnh từng mảnh minh giới đại quân minh khí bị tịnh hóa kiểu làm sạch tiêu long bọn người thì từng mảnh từng mảnh nhẹ nhõm đổ sát Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, giang giật bọn người liền xuyên đâm mười mấy cái vừa đi vừa về. Đại bộ phận minh tộc đại quân bị tỉnh hóa kiểu làm sạch, muốn khôi phục lại phải cần một khoảng thời gian, chờ bọn chúng khôi phục sớm đã bị chém tận giết tuyệt. Không thể tránh khỏi, có một ít nhân tộc võ giả bị ma hóa. Bất quá ma hóa không sâu, có giang giật chữ tiểu triện ký tự nhẹ nhóm có thể khu trục, tựa như lần trước tại thiên đà sơn đồng giảng. A à, đa tạ đại tư không, một tên diệt ma các chiến vương bị ma hóa, tại giang giật chữ tiểu chuyện ký tự ở trong đầu hắn xuyên qua về sau, hắn lập tức khôi phục thanh tình. Hắn bốn phía quét qua, lập tức mừng rỡ như điên một gối quỷ xuống bái tạ. Đối với nhân tộc võ giả tới nói, bọn hắn tình nguyện chết đi, cũng không muốn bị ma hóa, biến thành minh giới sinh vật, đi gieo họa đồng bào của mình, cái này so chết càng khó chịu hơn. Cẩn thận một chút, giang giật nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, để mạch thượng hành mang theo tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Kia chiến vương còn xứng sở tại nguyên chỗ, đột nhiên trong mắt có chút ướt át loại này theo trong địa ngục bị kéo hồi nhân ở giữa cảm giác thực tốt bên cạnh vô số diệt ma các võ giả cũng kích động không thôi giang giật chữ tiểu truyện ký tự đơn giản liền là minh giới khắc tinh a bọn hắn nhìn xem mạch thượng hành mang theo giang giật hóa thành thiểm điện bay đi giang giật bên người chữ tiểu truyện ký tự bay đầy trời tựa như đen nhánh trong bầu trời đêm từng cái man múa đom đóm lại như liệu nguyên tinh hỏa càng giống là tảng sáng nắng sớm để bọn hắn thấy được hy vọng đối với bọn hắn tới nói Giang giật tựa như một cái truyền kỳ, phi thăng gia nhập diệt ma các mới bao lâu, một đường hỏa tiến quật khởi, toàn bộ địa giới đều lừng lẫy nổi danh. Cho hắn một chút thời gian trưởng thành tiếp, hắn có thể đứng ở cái gì độ cao. Không cách nào tưởng tượng, chương 1473, Minh Vương phân thân. Nửa canh giờ, mấy vạn minh tộc đại quân bị tiêu diệt toàn bộ không còn, nhân tộc bên này lại vẻn vẹn chiến tử hơn 300 người, cái này khiến vô số người đều cảm giác đang nằm mơ rất nhiều võ giả cũng không phải là không có cùng minh giới đám bộ đội nhỏ giao chiến qua, đối với minh tộc sức chiến đấu phi thường tinh tường, tỷ lệ tử vong cái này thấp đủ cho để cho người ta không dám tin. Có hơn một ngàn người bị ma hóa, bất quá có giang giật tại, đều có thể đơn giản khu trục. Chỉ cần linh hồn không có bị triệt để ma hóa, giang giật chữ tiểu triện ký tự đi bọn hắn linh hồn bên trong đi một vòng, bọn hắn linh hồn bên trong sở hữu minh khí đều sẽ đuổi không còn một mảnh. Bực này chiến quả để đại quân tinh thần đại chấn, cảm giác đi theo giang giật quá may mắn, còn lại đại quân khẳng định tử thương thảm trọng, chỉ ít những cái kia bị ma hóa võ giả chỉ có thể vô tình bị chém giết, bên này bị ma hóa võ giả lại đều có thể cứu sống tới. Đi, nhìn qua hiện trường như như địa ngục thảm cảnh, nhìn qua những cái kia bị tạc thành thịt nát tàn thi, giang giật không đành lòng nhắm mắt lại. Giang tiểu nô cùng địch Linh Nhi đã sớm sắc mặt trắng bệch, giang giật quát khẽ một tiếng, mang theo đại quân hướng nơi xa phóng đi, hắn muốn mau sớm đến hắc hà thành, nhìn xem còn có người có thể cứu trở về không. Đại quân đi về phía trước ba canh giờ, lần nữa tao ngộ minh giới đại quân, bất quá lần này đều là minh nô, không có minh giới sinh vật. Mạch thượng hành liếc nhìn một vòng, bất đắc dĩ để giang giật hạ lệnh đánh giết, những này nhân tộc đã triệt để bị ma hóa, không cứu được trở về khả năng. Hơn một vạn minh nô bị vô tình chém giết, mọi người nội tâm càng ngày càng nặng trọng, một đường chạy vội một đường tao ngộ minh nô đại quân, đến hắc hà thành trước, ít nhất tao ngộ mấy chục vạn minh nô, đây đều là hắc hà thành hắc hà bộ lạc nhân tộc, toàn bộ bị ma hóa, bị minh tộc thúc đẩy hướng bốn phương tám hướng tiến hóa công kích. Địa ngục, đến Hắc Hà thành lúc, mọi người thần thức hướng Hắc Hà bộ lạc quét tới, toàn bộ người linh hồn đều chấn động. Hắc Hà bộ lạc kiến trúc toàn bộ bị hủy diệt, những cái kia tàn triền miên bức tường đổ phía dưới khắp nơi đều là thi thể, còn có vô số tự bạo vết tích. Rất nhiều lão giả phụ nữ đều tự sát, rõ ràng có thể nhìn thấy một cái tay cầm binh khí xoa hướng mình bụng dưới cổ, xem ra là không muốn trở thành minh giới chó săn. Trong bộ lạc không có một cái nào minh giới sinh vật cùng minh nô, hẳn là đều bị thúc đẩy hướng bốn phương tám hướng tiến công, không trải qua không trong thành trì ngược lại là hắc vân dày đặc, ma diễm ngập trời. Không có một cái nào người sống. Mạch thượng hành lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía trên không hắc hà thành quát khẽ nói, đi, vào thành. Hiu hiu hiu, từng bầy võ giả hướng lên trên uổng phí bắn ra, thành trì cấm chế sớm đã bị phá vỡ, đại quân đánh thẳng một mạch. Tiến thành giang giật bọn người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bởi vì thành nội có rất nhiều minh giới sinh vật cùng minh nô. Giết, giang giật chợt quát một tiếng, chứ tiểu triện ký tự bay đầy trời, như chỉ đường đèn sáng mang theo đại quân sông vào thành nội. Độc linh tiêu lãnh ba người còn có địch linh nhi hai tên hộ vệ tại phía trước mở đường, mạch thượng hành chủ công, đằng sau đại quân thành mũi tên hình tiến lên, phân biệt công kích hai bên. Hắc hà thành kiến trúc cũng đã bị phá hư không sai biệt lắm, khắp nơi đều là sụp đổ tòa thành, khắp nơi đều là tàn thi, thành nội hẳn là còn có minh giới sinh vật tụ tập, hồn thiên ám địa, hắc phân cuồn cuộn, thần thức dò xét chịu ảnh hưởng. Ô ô, khạc khạc, ken két, bốn phương tám hướng minh tộc sinh vật đã bị kinh động, vô số tiếng gầm gừ tiếng quái khiếu vang lên, hắc phân cuồn cuộn mà đến, con mắt đỏ ngầu phản xạ ra yêu diếm kinh khủng quang mang, từng cái minh tộc sinh vật dương nhanh múa vuốt gào thét vào tới. Địa ngục cửu đầu chó, mạch thượng hành liếc mấy cái sắc mặt trầm xuống, đem giang giật ném cho mạc vũ tộc cường giả, quát khẽ nói, ta đi đánh giết cái kia địa ngục cửu đầu chó, giang giật giúp ta thoáng cái, loại quái vật này công kích phòng ngự đều rất hung tàn, xông vào trong đại quân sẽ chết mảng lớn. Tốt, giang giật cũng chú ý tới bên kia có 18 con con mắt đỏ ngầu, hắn hướng mang theo hắn mặc vũ tộc cường giả nhẹ gật đầu, người kia mang theo hắn đi theo mạch thượng hành mà đi, hắn khống chế mười mấy cái chữ tiểu truyện ký tự như lưu tinh vũ hướng bên kia vạch tới. Ô ô, địa ngục cửu đầu chó thân thể không lớn, như một đầu voi kích cỡ tương đương, toàn thân đều có xanh đen lân phiến, có mấy cái đầu, miệng rộng bên trong răng nanh hiện ra thanh quang. tốc độ nó thật nhanh, giang giật còn không có thấy rõ ràng. mạch thượng hành đã cùng nó chém giết ở cùng một chỗ, hắn vội vàng khống chế chữ tiểu truyện ký tự đột nhiên hướng nó đập tới. ô ô, chữ tiểu truyện ký tự là minh giới sinh vật khắc tinh, tại chữ tiểu truyện ký tự va chạm mà lên về sau, địa ngục cửu đầu chó thống khổ chu lên vài tiếng. trên người ma viêm rõ ràng yếu đi một chút, mạch thượng hành hưng phấn hét lớn, tiếp tục công kích. Súc sinh này nuốt chừng rất nhiều cường giả, đoán chừng muốn tiến hóa là minh tướng. Vù vù, Giang giật lần lượt khống chế chứ tiểu chuyện ký tự hung hăng đập tới, mấy lần công kích sau địa ngục cửu đầu chó khí thế trên người rõ ràng yếu đi một nửa. Mạch thượng hành quay đầu quát khẽ nói tốt, giao cho ta, người đi giúp những người khác. Địa ngục cửu đầu chó phòng ngự rất cường đại, mạch thượng hành công kích lâu như vậy, cũng chỉ là để nó trên thân nhiều chỗ thụ thương mà thôi, bất quá tốc độ chậm một nửa, bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Đi, Giang giật để mặc vũ tộc cường giả mang theo phi hành, còn lại phương diện nhân tộc đại quân đã khắp nơi nở hoa, cùng bốn phương tám hướng dùng để minh tộc sinh vật đại chiến không ngớt, không thể tránh né xuất hiện tử thương, rất nhiều người bị ma hóa. Hưu, Giang giật như cứu hỏa đội viên khắp nơi bôn tẩu, địch Linh Nhi cùng Giang Tiểu Nô đã gia nhập chiến trường, địch Linh Nhi xa xa công kích, Giang Tiểu Nô bắt đầu vật lột, nàng lợi chảo rất sắc bén, cấp thấp minh giới sinh vật ngăn không được nàng một chảo, đương nhiên, Bên người nàng bốn tên mặc vũ tộc cường giả một mực đi theo, sợ nàng bị nửa điểm tổn thương. Hắc Hà Thành bên trong minh giới sinh vật nhiều lắm, đại chiến nửa canh giờ, chém giết hơn 5 vạn, nơi xa còn liên tục không ngừng vọt tới. Nhân tộc đại quân tử thương đã vượt qua ba ngàn, đây là có giang giật ở duyên cớ, nếu không có giang giật giờ phút này sợ là chết đi cùng bị ma hóa võ giả ít nhất đạt tới 7, tám ngàn trở lên. Sau ba canh giờ, đại quân đẩy vào nửa cái thành trì, đã chém giết minh sứ cùng minh nô vượt qua 30 mươi vạn, Mạch thượng hành cùng độc linh giang giật liên thủ còn đánh chết một cái minh tướng, nhưng minh tộc đại quân vẫn như cũ vô cùng vô tận, mà nhân tộc bên này tử thương đã vượt qua năm ngàn. Giết đại quân đằng sau đột nhiên truyền đến bạo tiếng giống để đã giết đến chết lặng nhân tộc đại quân tinh thần đại chấn. Viện quân cuối cùng đã tới, vẫn là địch minh tự mình dẫn đội tới bốn vạn nhân tộc cường giả. Địch minh vung tay lên, sau lưng đại quân gia nhập tiêu diệt toàn bộ bên trong, hắn thân thể bay vụt mà đến, đến giang giật bên người quát lớn nói: giang giật đừng quản hắc hà thành theo ta đi hắc tuyết hải bên kia xảy ra chuyện lớn lại xảy ra chuyện lớn giang giật biến sắc mạch thượng hành độc linh bọn người đình chỉ công kích nhau nhau quay đầu nhìn qua địch minh cái sau ngưng trọng truyền âm cho giang giật nói quân chủ bị vây giờ phút này đang từ từ bị ma hóa như quân chủ bị ma hóa địa sát giới tự triệt để xong cái gì giang giật sắc mặt đại biến địa sát quân chủ như thế kinh thiên thực lực làm sao có thể bị khốn trụ hắn kinh nghi truyền âm nói, tổng các chủ, cái này, cái này sao có thể. Không có gì không thể nào, rất có thể là một vị minh vương dáng lâm phân thân, thả ra cấm ma đại trận. Địch minh một tay bắt lấy giang giật, hóa thành một đạo hồng quang hướng ra phía ngoài bay đi, hắn nhìn thấy giang tiểu nô bọn người muốn đuổi theo, liên thanh phẫn nổ quát, mạch thượng hành ngươi thống lĩnh đại quân, bảo vệ tốt mục tiểu thư linh nhi các nàng, bất kỳ người nào không phải đi loạn. Nếu không trực tiếp cầm xuống, chương 1474, Hắc Tuyết Hải. Giang Tiểu Nô vốn định đi cùng, nhưng Giang giật bọn người hai người đã không còn hình bóng, mặc phố tộc người ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Địch Minh là truyền âm, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dùng địch Minh thân phận cùng thực lực hắn đều nói ra đại sự, vậy khẳng định là thiên đại sự tình. Báo, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, một tên trinh sát bẩm báo nói, phủ thành chủ còn không có luân hãm, còn có không ít cường giả tại gắt gao trèo trống. Mạch thượng hành nghe xong lập tức rất là hưng phấn, bạo hống công kích, đi phủ thành chủ. Mấy vạn đại quân lập tức biến thành mũi tên trận hình, như một cái đao nhọn đâm thẳng phủ thành chủ phương hướng. Mấy vạn đại quân đến giúp, mặc dù không có giang giật nhưng là vẫn như cũ thế không thể đỡ, nhẹ nhóm đột phá minh giới đại quân vây công, đã tới phủ thành chủ phụ cận. Phủ thành chủ bên kia tiếng oanh minh chấn thiên, từng bầy võ giả chính liều mạng chém giết, ngăn cản quần tuôn ra mà đến minh giới đại quân phủ thành chủ bên ngoài đều là tàn thi khắp nơi đều là tự bạo vết tích đoán chừng toàn thành đại bộ phận cường giả cuối cùng đều tụ tập tại cái này tử thủ liều chết chém giết cuối cùng lợi dụng tự bạo ngăn trở minh giới đại quân giết mạch thượng hành thiên lực vận chuyển bạo giống một tiếng như cuồng long vọt tới vô số cường giả theo sát phía sau trong phủ thành chủ lập tức sôi trào vô số người gào thét lớn vọt ra bắt đầu phản công cùng bên này nhân tộc đại quân tụ hợp Tại nhân tộc đại quân sông vào trong phủ thành chủ, bên trong rất nhiều phụ nữ hài tử đều gào gào khóc lớn lên, cũng có một chút võ giả như chút được gánh nặng sụi lơ trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này đến nay, các nàng trơ mắt nhìn xem từng cái đồng bào, từng cái tộc nhân chết đi, không sai biệt lắm đã tuyệt vọng, rất nhiều người đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại không nghĩ rằng tối hậu quan đầu nhân tộc viện quân đến. Người tới, đem nữ nhân hài tử tổn thương bệnh đưa trở về, những người còn lại riêng phần mình khai chiến, tiêu diệt minh tộc. Mạch thượng hành hạ lệnh, đại quân hướng bốn phương tám hướng tản ra, mấy ngàn người hộ tống những cái kia tổn thương bệnh cùng phụ nữ hài tử nhanh chóng ra khỏi thành, thành nội lần nữa lâm vào trong khổ chiến. Không có giang giật tại cái này, thương vong tăng lên rất nhiều, rất nhiều bị ma hóa võ giả chỉ có thể xông vào minh giới trong đại quân tự bảo. Nếu là giang đại nhân tại cái này thì tốt biết bao a. À. Vô số người thổn thức, ám đạo có cơ hội lời nói, lần sau nhất định muốn đi theo giang giật cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ minh tộc, chỉ ít sẽ không bị ma hóa phanh phanh phanh, Giang giật bị địch minh mang theo bằng nhanh nhất tốc độ hướng hắc tuyết sơn mạch phóng đi, địch minh bên người giờ phút này cũng không phải một người, mạch lăng thu tới, cửu thiên vũ tới, còn có tần gia gia chủ, hiên viên gia gia tộc bọn người hết thảy hơn 20 người. Đây đều là địa sát giới cấp cao nhất cường giả, nhận được tin tức sau trước tiên hướng hắc tuyết sơn mạch vào tới. Địa sát quân chủ là địa sát giới vương, như hắn bị ma hóa, cái kia không biết có bao nhiêu người chết đi, coi như cuối cùng địa sát quân chủ bị còn lại giới phong vương cấp liên thủ đánh giết, địa sát giới thực lực cũng sẽ lập tức chìm tới đáy. Nói không chừng lại có còn lại giới diện tới tiến công địa sát giới, chiếm lĩnh địa sát giới, bọn hắn những này đại gia tộc cũng sẽ mất đi quyền thế cùng địa vị, cho nên sát quân chủ tuyệt đối không thể bị ma hóa. Giang giật tự nhiên không hy vọng địa sát quân chủ bị ma hóa, không nói trước địa sát quân chủ bị ma hóa hậu quả sẽ như thế nào, liền nói địa sát quân chủ đối với hắn có đại ân, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem địa sát quân chủ biến thành ma giới chó săn, sở dĩ hắn quyết định coi như liều chết cũng phải đem địa sát quân chủ cứu trở về. Hơn 20 người như tật phong lướt qua hoang dã, hai bên sơn phong cấp cấp hướng về sau mặt thối lui, tốc độ quá nhanh quá nhanh, giang giật đều có chút mắt mở không ra. Trên đường đi tao ngộ rất nhiều minh tộc đại quân, bọn hắn đều không có dây dưa chỉ là đâm qua, giống như tao ngộ cấp thấp minh nô, tất cả mọi người không nhìn thẳng nhanh chóng bay qua. Hắc tuyết sơn mày càng ngày càng gần, Giang giật thật xa liền thấy bên kia nửa bên thiên đều là một mảnh đen kịt, minh khí nồng đậm tới cực điểm. Giờ phút này là ban ngày, không quá gần hoàng hôn, yêu nguyệt còn không có dâng lên, bầu trời kỳ thật tia sáng cũng không tối nhạt, nhưng bên kia bầu trời nhưng không có một chút ánh sáng, đen nhánh phải xem không thấy năm ngón tay. Ông, sở hữu cường giả trên thân thiên lực vần quanh, một cỗ vô hình khí chẳng phóng xuất ra, đem bốn phía minh khí ngăn cách bởi bên ngoài. Mọi người thành tam giác trận hình, mạch lăng thu tại phía trước nhất, địch minh mang theo giang giật tại ở giữa nhất, những người còn lại vây quanh giang giật cùng địch minh. Có lẽ ở đây rất nhiều cường giả đều có được xua tan minh khí thủ đoạn, nhưng có thể đem ma hóa người trong nháy mắt cứu trở về chỉ có giang giật. Sở dĩ giang giật phi thường trọng yếu, địa sát quân chủ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít bị ma hóa một chút, không có giang giật coi như mọi người cứu được hắn ra, cuối cùng có thể ngược lại sẽ bị địa sát quân chủ phản kích giết. Tạch tạch tạch, khạc khạc, từng đạo âm thanh khủng bố theo hắc tuyết sơn mạch bên trong truyền đến, minh thần đại trận ngay tại hắc tuyết trong nước cái này hắc tuyết sơn mạch là minh giới sinh vật đại bản doanh bọn chúng khẳng định sẽ tử thủ nơi này nếu không đại trận bị hủy diệt minh giới liền không thể liên tục không ngừng truyền tống đại quân đến đây quả nhiên vừa tiến vào dãy núi vô số minh giới sinh vật nổ bắn ra mà tới nơi này không có cấp thấp minh nô toàn bộ đều là minh sứ minh tướng không phải số ít tuyệt đối có được cao cấp minh tướng đương nhiên minh vương là không thể nào xuất hiện nếu không địa sát giới sớm đã bị diệt suy suy giang giật thả ra chứ tiểu triện ký tự muốn hỗ trợ nhưng địch minh liên thanh truyền âm nói thu vào đi không đến thời khắc mấu chốt khác đừng bại lộ những này minh tướng giao cho bọn hắn là được tốt a à, giang giật chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi lại cũng may ở đây đều là đỉnh cấp cường giả đồng phục phong hào chiến thần thần đế thiên sát chiến lực biêu hãn thần thông ngàn vạn xem bỏ ra giang giật mắt mọi người một đường thế như trẻ tre như một cái đao nhọn đâm vào hắc tuyết sơn mạch chỗ sâu giang giật giúp ta tính hóa kiểu làm sạch dưới, ta linh hồn cùng trong thân thể có một ít minh khí, khu trừ tương đối phí sức. Mạch lăng thu đại chiến một hồi bay tới, giang giật nhẹ gật đầu, mi tâm lé lên chữ tiểu truyện ký tự bay ra, hóa thành thiểm điện tiến vào mạch lăng thu trong đầu, lại tại trong thân thể dạo qua một vòng, mạch lăng thu hài lòng gật đầu nói quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Những người còn lại đều nghe nói qua giang giật loại thần thông này, hôm nay xem như kiến thức, rất nhiều người cùng minh tướng đại chiến không thể tránh khỏi bị minh khí xâm nhập, nguyên bản tại chính mình vận công khu trục, giờ phút này cũng bay đi qua để giang giật hỗ trợ, thân thể cùng linh hồn bên trong có minh khí sẽ để cho bọn hắn chiến lược giảm bớt đi nhiều. Giang giật đằng sau cũng học thông minh, không để cho chữ tiểu chuyện ký tự theo mi tâm bắn ra, mà là đi vào trong thân thể, cuối cùng theo trong tay lặng yên bắn ra, hắn dùng tay dán sát vào người khác phía sau lưng, dạng này thần không biết quỷ không hay giúp bọn hắn đuổi minh khí. Giết, mọi người không còn có nửa điểm lo lắng, toàn lực xuất thủ, tốc độ tăng nhanh mấy phần, một đường đổ sắt đi qua. Vẹn vẹn ba nén hương tựu chém giết minh sứ mấy vạn, minh tướng mấy trăm, mọi người rốt cục đã tới hắc tuyết hải phụ cận. Ngao, a, à, còn không có ngang nhiên xông qua, từng đạo trầm muộn tiếng gầm gừ từ đáy biển truyền đến, hắc tuyết trong nước màu đen nước biển bị thanh âm chấn động đến lăn lộn không ngớt. Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận giấy ruộng, vô tận nổi giận, vô tận thống khổ. Mọi người nghe xong toàn bộ sắc mặt đại biến, đây là điện sát quân chủ thanh âm, xem tình huống hắn đã bị ma hóa rất sâu, nếu không sẽ không như thế dễ dụa cùng thống khổ. Nhanh, mạch lăng thu nổi giận hét lớn một tiếng, trước tiên hướng hắc tuyết trong nước phóng đi, những người còn lại nhao nhao khí thế toàn thịnh, địa sát quân chủ như bị triệt để ma hóa, hôm nay bọn hắn đều phải chết, không một may mắn thoát khỏi. chương 1475, lăn đi, phanh phanh phanh, mạch lăng thu còn không có lao xuống trong biển, nước biển nổ lên ngàn cơn sóng, từng cái to lớn hài cốt cự nhân mà ra, những này là chân chính hài cốt cự nhân, cũng không phải trước kia gặp phải loại kia cấp thấp hài cốt cự nhân, cái này cùng dáng lâm thiên tinh giới giống nhau như đúc. Những này hài cốt cự nhân từng cái cao tới 300 trượng, thân thể của nó toàn bộ đều là hài cốt tạo thành, không có một khối huyết nhục, mỗi một khắc hài cốt bên trên đều tản mát ra vạn trượng kim quang, có vô số phù văn lưu truyền. Kỳ quái là toàn thân hắn không có huyết nhục, nhưng lại có mắt hạt châu, trong mắt còn cùng người giống nhau như đúc, khác biệt chính là bên trong đều là băng lãnh, tà ác, tử khí. Cao cấp minh tướng Địch Minh quát khẽ, thân thể nhanh chóng lui nhanh, đồng thời một tay xuất hiện một cây trường thương màu trắng, đột nhiên hướng phía trước đâm ra mấy vạn đạo thương ảnh, hắn quát lớn, hai người một tổ, từng người tự chiến, tiêu diệt toàn bộ một nửa hài cốt cự nhân lại xuống biển sâu. Cửu Thiên Vũ bọn người phân biệt hai người một tổ, hợp kích một cái hài cốt cự nhân, trong biển sâu bắn ra hài cốt cự nhân chỉ có 10 cái, vừa vặn. Bị mang theo lui lại giang giật toàn thân đều đang run rẩy, thiên lực nhiễu loạn căn bản là không có cách hành động, hắn sắp hít thở không thông, cái này hài cốt cự nhân khí tức quá kinh khủng. Ây, lui ra phía sau ngàn trượng, hắn mới liếc mấy cái, phát hiện cửu thiên vô cùng một tên khác thần đế đối chiến một tên hài cốt cự nhân, lại chỉ có thể miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong cái này cao cấp minh tướng khủng bố như thế kia hỏa long kiếm bên trong lão giả thần bí khi còn sống thực lực đạt tới cái tình trạng gì. Năm đó thiên tinh giới giáng lâm một cái cùng giống nhau như đúc hài cốt cự nhân, kết quả bị lão giả thần bí một chiêu miểu sát, lão giả thần bí thế nhưng là chết đi trăm vạn năm, chỉ còn lại một tia lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán tàn hồn A. Phong vương cấp hoặc là so phong vương cấp càng kinh khủng đó là cái gì cấp bậc? Giang giật không nghĩ ra, lão giả thần bí trong ngủ mê cũng không thể mà biết. Giang giật nghĩ một lát không quan tâm, định thần bắt đầu quan sát chúng cường giả chiến đấu, nghĩ quan sát học tập một phen, nhưng mà hắn đánh giá cao thị lực của mình. Hôm nay ở đây đều là phong hào chiến thần thần đế thiên sát, cảnh giới cùng hắn tranh lệch quá tốt đẹp lớn, hắn căn bản thấy không rõ mọi người động tác, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng bay múa, từng đạo lưu quang bay đầy trời, bốn phía hư không kịch liệt chấn động, phía dưới nước biển nhấc lên kinh thiên hãi nhiên, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Nhân loại, khác đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, toàn bộ thiên giới gần như luân hãm, toàn bộ đều tại chúng ta minh tộc thống trị xuống. Ngoan ngoãn thần phục chúng ta vĩ đại minh tộc, còn có thể giữ lại linh hồn, nếu không linh hồn của các ngươi chỉ có thể vĩnh rơi cửu u ma uyên, nhục thể của ngươi chỉ có thể biến thành thấp kém nhất minh nô. Tỉnh lại đi, nhân loại ngu xuẩn bọn họ, các người quân chủ đều đã thần phục với chúng ta minh giới, các người còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Tới đi, đều thần phục với chúng ta vĩ đại minh đế đi, minh đế ban thưởng các người vĩnh sinh. Khặc khặc, khặc khặc, hài cốt cự nhân ngọ nguẩy kim quang lóng lánh cái cầm hài cốt, phát ra từng tiếng trầm muộn thanh âm. Giang giật ngược lại là một điểm không kỳ quái, những này hài cốt cự nhân đều có linh hồn, cũng không phải là tử vật, mà là có linh trí minh giới sinh vật cao cấp. Dạng này không được a à. Địch Minh mang theo giang giật lui về phía sau trăm giặc, một tay trường thương không ngừng đâm ra, đem bốn phương tám hướng dùng để minh sứ toàn bộ nổ bay. Hắn đôi mắt nhìn chầm chầm vào hắc tuyết hải bên kia, nhìn ra ngoài một hồi phát hiện mọi người muốn đánh giết cái này 10 cái minh tướng ít nhất cần gần nửa canh giờ. Hai cốt cự nhân phòng ngự quá kinh khủng, bọn chúng trên người phù văn có một loại thần kỳ lực lượng, có thể chống cự cường đại lực công kích. Ngao, ngao, đáy biển địa sát quân chủ tiếng gầm gừ càng ngày càng, càng cường đại, địch minh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói ra, giang giật, ta mang ngươi tới, ngươi tịnh hóa kiểu làm sạch, hài cốt cự nhân trên người minh khí, nếu không tiếp tục như vậy quân chủ tựu nguy hiểm. Tốt, mặc dù tại hài cốt cự nhân khí tức bao phủ xuống giang giật không động được, nhưng linh hồn có thể khống chế chứ tiểu triện ký tự di động. Hắn hít một hơi thật sâu, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, tay phải dung hợp hỏa diễm tùy thời chuẩn bị phóng thích, hắn chứ tiểu triện ký tự nhiều nhất có thể khống chế phi hành ngàn trượng, mà hài cốt cự nhân cánh tay tựu dài đến 50 trượng, quá nguy hiểm. Chú ý, địch minh quát khẽ một tiếng, cách đó không xa hai cái cùng hài cốt cự nhân khai chiến cường giả lập tức đã hiểu, bọn hắn công kích đột nhiên mãnh liệt mấy phần, đập cái kia hài cốt cự nhân thân tử không đoạn hậu lui, căn bản là không có cách công kích, địch minh tốc độ đạt đến cực hạn, mang theo giang giật như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp hướng hài cốt cự nhân đầu phóng đi. Tê, tê nhìn qua càng ngày càng gần hài cốt cự nhân, nhìn qua hài cốt cự nhân kia hai cặp người như chuông đồng phần lớn là tà ác băng lãnh khí tức đôi mắt, Giang giật linh hồn cùng thân thể đều run rẩy, cũng cảm giác chính mình giống như là một cái con cừu non đối mặt một cái cuồng bạo hùng sư. Hắn đừng nói công kích, liền xem như động một ngón tay cũng khó khăn. Giang giật công kích, khoảng cách hài cốt cự nhân mấy trăm trượng lúc địch minh thân thể đột nhiên chuyển hướng hướng lên trên uổng phí bay đi. Hắn đồng thời quát lớn, bắt lấy Giang giật tay một cỗ năng lượng truyền lại vào đây, để Giang giật tựa như bị đóng băng thân thể giải phong. A, à, Giang giật cắn răng quát khẽ một tiếng mi tâm từng cái chữ tiểu chuyện ký tự gào thét mà đi, đột nhiên hướng hài cốt cự nhân đầu đánh tới, hài cốt cự nhân một cái đại thủ hóa thành cự sơn quét tới, nhưng ở chữ tiểu truyện ký tự sau khi xuất hiện, to lớn đôi mắt co rụt lại hoảng sợ quát đây, đây là cái gì? Suy suy, từng cái ký tự đánh tới, mỗi lần đánh chúng hài cốt cự nhân thân thể đều sẽ đột nhiên lui lại mấy bước, từng khối to lớn hài cốt phát ra trướng mắt kim quang. Phía trên phù văn thần bí lấp lánh không ngớt, bất quá trên người nó khí tức rõ ràng đang yếu bớt. Tốt, hai cái phong hào thiên sát quát to một tiếng, nhào nhào công kích hải cốt cự nhân hai chân, trên dưới tề công để hải cốt cự nhân được cái này mất cái khác. Địch minh xuất thủ, một bên mang theo giang giật vây quanh hải cốt cự nhân đầu xoay quanh, một bên trường thương không ngừng đâm ra, đập bay hải cốt cự nhân quét tới cánh tay. Ngao, hải cốt cự nhân bị công kích không ngừng lùi lại, trên thân khí tức càng ngày càng yếu. Nó rốt cuộc nổi giận hét lớn một tiếng, trên thân phù văn lấp lánh không ngớt, hai tay đột nhiên hướng địch minh cùng giang giật đập tới rút lui địch minh nhìn lướt qua cảm giác không sai biệt lắm cái này hài cốt cự nhân trên người minh khí cùng năng lượng bị tiêu hao rất nhiều hai người kia đánh giết hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều trường thương trong tay của hắn biến mất đột nhiên đánh ra một cái cự đại đại thủ ấn mượn lực chạy trốn đi đến địch minh mang theo giang giật hướng nơi xa bay một vòng để hắn thấu mấy hơi thở lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp bên kia hai người cũng lập tức phối hợp công kích cứ như vậy có giang giật cùng địch minh gia nhập bên này thoáng cái chiếm cứ thượng phong tại hai nén hương sau rốt cục cái thứ nhất hải cốt cự nhân bị đánh nát, hai người kia gia nhập tiêu diệt toàn bộ trong đại quân, địch minh cũng mang theo giang giật đến đây, hợp lực lần nữa đánh chết một tên hải cốt cự nhân. Không sai biệt lắm, năm người hải cốt cự nhân bị giết về sau, địch minh hướng mạch lăng thu cửu thiên vũ bọn người nhìn một cái, quát lớn, lưu lại 10 người, còn lại đi đáy biển. Vù vù, 10 cái thực lực yếu nhất cường giả lưu lại tiếp tục đánh giết hải cốt cự nhân, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng. Còn lại 11 người cùng giang giật hướng đáy biển bắn tới, phía dưới cũng có rất nhiều minh giới sinh vật, nhưng cũng không có cao cấp minh tướng, mọi người một đường lao xuống đi, nước biển trở nên càng ngày càng lạnh, lạnh đến giang giật đều không chịu nổi. Quân chủ, đen nhánh đáy biển, mọi người thấy một cái cửa đại đại trận lóng lánh thanh sắc quang mang, đại trận bên trong một cái lão giả hai tay hai chân bị hàn thiết dây xích trói lại, trên người hắn khói đen mờ mịt, hai mắt huyết hồng, áo bảo nhiều chỗ vỡ ra, trên mặt trên thân thể gân xanh từng cái từng cái bạo liệt mà ra, ngay tại đáy biển lăn lộn dẫy phẫn nộ gào thét. Quân chủ, mạch lăng thu gào lên đau xót một tiếng, như phát điên hướng phía dưới phóng đi, tần liên sơn hiên viên gia tộc trưởng mấy người cũng nhao nhao đuổi theo, phía dưới bị hàn thiết cự liên trói lại địa sát quân chủ trong mắt lóe lên một tia dẫy ruộng hắn con mắt đỏ ngầu đột nhiên hướng lên trên mặt quét tới, cuồng loạn bạo hống không được qua đây, nếu không các ngươi đều muốn bị ma hóa. Lăn đi, chương 1476, Minh Vương phân thân. Ách, mạch lăng thu bọn người dừng lại, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Địa sát quân chủ đều như vậy con, khẳng định bị ma hóa rất sâu, mọi người không đi cứu hắn, hắn còn có thể trèo trống bao lâu vạn nhất hắn duy trì không được, đối với địa sát giới chính là một trận hảo kiếp A. Tới gần sẽ bị ma hóa, mọi người thần thức một lần lại một lần liếc nhìn, nhưng bốn phía cũng không có cường đại minh giới sinh vật, càng không có minh vương, chỉ có một ít minh sứ, mà lại những này minh sứ còn không dám tới gần, tựa hồ có chút e ngại đại trận này, chẳng lẽ đại trận này có vấn đề? Mọi người lại nhao nhao quét về phía đại trận kia, đại trận này cùng nhân tộc đại trận cũng không có quá nhiều khác nhau, duy nhất khác biệt liền là không ngừng có minh khí thoát ra, cái khác không có nửa điểm khác biệt. Cùng nhân tộc cỡ lớn truyền tống trận giống nhau như đúc. A, à, địa sát quân chủ thống khổ tiếng gào thét không ngừng truyền đến, trong đại trận minh khí không ngừng tràn vào bên trong thân thể của hắn, thân thể của hắn bên ngoài vần quanh hắc khí càng lúc càng nồng nặc thân thể của hắn dẫy dụa đến cũng càng ngày càng lợi hại. Nhất là trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ, cả khuôn mặt đều bóp méo, con mắt thoáng cái biến đỏ thoáng cái biến thành đen, trong miệng răng cũng bắt đầu chậm rãi dài ra. Ta đi thử xem, mạch lăng thu nhìn mấy lần, rốt cục nhịn không được, trong tay hắn xuất hiện một cái hẹp dài màu xanh chiến đao, thiên lực chấn động, hắn đột nhiên vung vẩy trường đao đối phía dưới xích sắt hung hăng bổ tới. Chỉ cần đem hàn thiết cự liên chém đứt, địa sát quân chủ không bị trói buộc, vậy liền có thể mang theo hắn rời đi nơi này, cuối cùng để Giang giật giúp hắn định hóa kiểu làm sạch minh khí. Những người còn lại như lâm đại địch, nhao nhao riêng phần mình ngưng tụ công kích chuẩn bị hỗ trợ, mạch lăng thu cái này một chảm hẳn là công kích mạnh nhất, đem không gian đều xé rách ra một vết nứt, coi như thiên đà sơn đều có thể một đao chém đứt. Nhưng mà, hắn thân thể vừa mới bay vụt mà xuống, còn không có chém chúng hàn thiết cự liên phía dưới đại trận quang mang lấp lánh, bốn cái cự liên đột một xuất hiện, dùng tốc độ như tia chớp thoáng cái cuốn lấy mạch lăng thu tay chân. Mạch lăng thu căn bản không kịp phản ứng, tứ chi tự bị cuốn lấy, mà lại tại xích sắt cuốn lấy sau trong thân thể của hắn thiên lực trong nháy mắt nhiễu loạn, trong tay chiến đao đều không cầm được, đập xuống hạ truyền tống trận phía dưới, phát ra thanh âm thanh thúy. Suy suy, trong truyền tống trận một đạo hắc khí bắn ra, xông vào mạch lăng thu trong thân thể, mạch lăng thu vừa mới còn tại kịch liệt dẫy ruộng, thoáng cái tự an tính. Quả nhiên, địch minh bọn người trong mắt hàn quang lóe lên, biệt sát quân chủ nói không sai, nếu như đi nghĩ cách cứu viện hắn, sợ là tất cả mọi người bị hội hàn thiết cự liên cuốn lấy, cuối cùng đều sẽ bị ma hóa. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tần liên sơn bọn người liếc nhau, đều có chút thúc thủ vô sách, không tới gần đi, không cách nào chặt đứt xích sắt. Tới gần đi, hàn thiết cự liên tốc độ quá nhanh, mạch lăng thu đều né tránh không được, bọn hắn khẳng định cũng không tránh được. Công kích đại trận, cửu thiên vũ con người lấp lóe một lát, quát khẽ nói, đại trận là căn nguyên, hủy đi đại trận hàn thiết cự liên tự sụp đổ đúng mọi người đôi mắt sáng lên phân biệt tản ra muốn từ bốn phương tám hướng công kích đại trận hủy đi đại trận địch minh cũng mang theo giang giật đi bên trái trường thương phun ra đạo đạo khí lãng đột nhiên hướng phía dưới công kích mà đi hiu 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 từng đạo thiên lực bay vụt mà xuống nhưng còn không có nền ở đại trận bên trong trong đại trận đột nhiên tuôn ra cuồn cuộn hắc vụ đem đại trận bao phủ đi vào mọi người công kích bắn vào hắc vụ bên trong rõ ràng bị suy yếu rất nhiều Công kích ba lượt về sau, tất cả mọi người ngừng lại, trong đại trận truyền đến thanh âm phi thường trầm thấp, cảm giác dùng thiết chùy gõ vào trên đá lớn, căn bản không phá nổi. A à, a, à, địa sát quân chủ giấy rựa đến càng ngày càng lợi hại, Mạch Lăng Thu cũng bắt đầu hét thảm, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, triệt để luống cuống. Như vậy rút đi các loại chờ phong vương cấp cường giả đến nghĩ cách cứu viện mặc dù địa sát quân chủ bị nhốt về sau, đã cùng Lục Ưng vương, Mỹ Ảnh vương các loại chờ trí cường giả cầu viện nhưng các loại chờ những cường giả kia đuổi tới còn kịp sao giới diện ở giữa truyền tống thời gian thế nhưng là phi thường lâu a à, theo địa sát thành chạy tới đều muốn mấy canh giờ a à. địch minh trầm ngâm một lát thời điểm ánh mắt lộ ra một vòng kiên định cắn răng nói ra nếu không chúng ta cùng một chỗ hành động lẫn nhau ở giữa chiếu ứng nhìn xem có thể hay không chặt đứt những cái kia hàn thiết cự liên chỉ cần có thể để quân chủ thoát hiểm coi như trong chúng ta có người bị vây cũng không có việc gì giang giật giúp quân chủ tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí về sau liền có thể nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra. Ây, cửu thiên vũ bọn người liếc nhau, đều có chút trần chờ vạn nhất mọi người trở ra đều bại đâu. Tử đạo hữu không chết bần đạo, địa sát quân chủ bị ma hóa, chờ mị ảnh vương bọn hắn đuổi tới liên thủ nhất định có thể đánh giết. Mặc dù một chiều thiên tử một chiều thần, địa sát giới khẳng định hội đổi chủ, chúng gia tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng so chính mình chết đi tốt ha. À. Mạch ra một vị cường giả liếc nhìn mọi người một chút, nhìn thấy rất nhiều người đều có chút trần chờ lạnh giọng mở miệng nói, chư vị, quân chủ đợi chư vị không tệ A à tiêu giao vương, thị huyết vương thế nhưng là đều đối địa sát giới nhìn chằm chằm. Một khi quân chủ vẫn lạc, tuyệt đối là hai người này một trong tiếp quản địa sát giới, hai người này tính cách, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ừ, cửu thiên vũ bọn người sắc mặt đại biến, hai vị này thế nhưng là hung danh truyền khắp khắp cả địa giới A, cũng một mực đối thập đại giới diện nhìn chằm chằm. Cửu thiên vũ mặc dù là chiến thần các, nhưng nếu thật là hai người này một trong nhập chủ địa sát giới, tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn. Ít nhất, hạ gia hắc thì tòa thành khẳng định không mở nổi, địa sát quân chủ là cái người hiền lành, đối đãi các đại gia tộc đều rất khoan dung, khác quân chủ người tài ba để bọn hắn như vậy sung sướng. Liêu mạng, cửu thiên vũ cắn răng quát khẽ, địa sát quân chủ chết đối với bọn hắn gia tộc lợi ích tổn thương quá lớn. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, tương hỗ chiếu ứng, chỉ cần có thể trước tiên chặt đứt chói buộc địa sát quân chủ hàn thiết cự liên, như vậy thì coi như bọn họ bị nhốt rồi lại như thế nào có gian giật tại, có thể lập tức tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí, lại để cho địa sát quân chủ nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra. Gian giật, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, giống như quân chủ được cứu ra, lập tức tịnh hóa kiểu làm sạch trong thân thể của hắn minh khí. Nếu như chúng ta toàn bộ bị nhốt, người cái gì đều đừng quản, ra ngoài để bọn hắn mang theo người trở lại thành nội, biết không? Địch Minh cùng Giang giật truyền âm dặn dò một tiếng, đã lâu như vậy còn không có minh sứ dám dựa đi tới, điều này nói rõ đại trận phụ cận rất an toàn, phía trên kia năm cái hải cốt cự nhân liền bị đánh giết, coi như bọn hắn đều bị vây, giang giật cũng có thể đi lên tìm bọn hắn, sở dĩ địch minh rất yên tâm. Chuẩn bị, địch minh chợt quát một tiếng, trên tay mọi người binh khí đều quang mang lấp lánh, 10 người đều chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Giang giật toàn thân kéo căng, sừng sững ở trong biển động cũng không dám động, hắn thực lực cảnh giới quá thấp, loại này cấp bậc chiến đấu hắn căn bản không xen tay vào được. Hiu 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 hiu, Mười đạo thân ảnh đồng thời bắn tới. đúng lúc này địa sát quân chủ đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. hắn nhìn thấy mười người vào tới, lập tức thống khổ gào lên. ngu Xuẩn lặn đi. trong thân thể ta có minh. A, à, nói còn chưa dứt lời, ánh mắt hắn lại trở nên huyết hồng. thống khổ chu lên lăn lộn, thân thể liên lụy đến hàn thiết kịch liệt hoa hoa tác hưởng. Giang Giật tại thời khắc này nội tâm đột nhiên trở nên vô cùng bất an. hắn bản năng quát to, mau lui lại. Địch Minh mấy người cũng cảm giác không đúng, nhưng bọn hắn đã không có cách nào lui địa sát quân chủ bên trong một đạo nồng đậm tới cực điểm minh khí cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, phía dưới cũng có vô số hàn thiết cự liên bay ra, một đạo khoái ý tiếng cười to vang lên, khặc khặc, tiến vào minh thần đại trận còn muốn trốn bản vương hao tốn to lớn đại giới, dáng lâm một cái phân thân hạ giới, nếu để các người những này sâu kiến chạy trốn, bản vương cũng không cần lăn lộn. Minh vương, giang giật toàn thân run rẩy giờ khắc này hắn rốt cuộc biết địa sát quân chủ vì sao trước tiên để mọi người trốn vì sao kẻ bên này không có minh sứ tới gần. Xấu nhất kết cục xuất hiện, quả nhiên có một cái minh vương dáng lâm phân thân, chỉ bất quá vừa rồi một mực tiềm phục tại địa sát quân chủ trong thân thể, mọi người không có phát giác thôi. Trốn, giang giật không có chút gì do dự, huyền hoàng chi lực vận chuyển thân thể trong nháy mắt cường đại gấp trăm lần, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mặt chạy trốn. Minh vương tiếng đùa cợt lại lần nữa vang lên, con kiến hôi, ngươi còn muốn trốn ngươi cũng quá coi thường bản vương đi. chương 1477, Minh Địch, Dầm dầm, một cái hàn thiết cự liên bay vụt mà lên, dùng tốc độ khủng khiếp đuổi sát Giang giật mà đi. Giang giật vận chuyển lực thần quyết nhục thân cường đại gấp trăm lần, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, mạch lăng thu đều bị cuốn lấy, hắn đồng dạng chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói buộc, sau đó hướng phía dưới kéo đi. Xong, Giang giật nội tâm trầm xuống. 11 cái tối cường phong hào cấp cường giả đều bị trói buộc, mà lại rất sắp bị ma hóa, coi như phía trên 10 người đánh chết hài cốt cự nhân lao xuống lại như thế nào hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoặc là chỉ có thể giống như bọn họ kết quả đây không phải xích sắt đây là minh khí ngưng tụ mà thành giang giật bị trói buộc sau trong nháy mắt tỉnh ngộ bởi vì xích sắt bên trong có minh khí liên tục không ngừng vọt vào trong thân thể của hắn bắn thẳng đến linh hồn của hắn khó trách mạch lăng thua bị trói buộc lập tức không động được bởi vì thân thể bị ma hóa tốc độ quá nhanh căn bản không bị khống chế giống như linh hồn cũng bị ma hóa vậy liền triệt để biến thành ninh nô ông minh khí hắn cũng không sợ linh hồn bên trong chữ tiểu truyện ký tự quang mang lấp lánh tràn vào bao nhiêu minh khí tụ bị tịnh hóa kiểu làm sạch bao nhiêu căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng hắn nhất cả chứng chính là minh khí hóa thành xích sắt cuốn lấy tứ chi của hắn hắn trừ phi đem chữ tiểu truyện ký tự vận chuyển ra ngoài đem những cái kia minh khí toàn bộ khu trục tịnh hóa kiểu làm sạch dạng này mới có thể khôi phục tự do vấn đề là hắn chữ tiểu truyện ký tự vừa ra bên ngoài đoán chừng minh vương phân thân sẽ lập tức biết được mặc dù chỉ là một cái phân thân nhưng muốn bóp chết hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau đi. Hắn không dám loạn động, chỉ có thể bảo trì chính mình linh hồn không bị ma hóa là được, hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh. Tình huống phi thường không được, tất cả mọi người bị nhốt rồi, con mắt đỏ lên tối sầm lại, thỉnh thoảng có người giống giận gào thét, trên thân hắc khí vần quanh. Bất qua bốn phía cuồn cuộn, cuộn hắc khí biến mất, cái kia minh vương phân thân hẳn là tại tập trung tinh lực ma hóa địa sát quân chủ a chỉ cần đem địa sát quân chủ cho ma hóa địa sát giới tuyệt đối đại loạn giống như giới diện khác phong vương cấp cường giả tới trễ, nói không chừng bằng vào địa sát quân chủ một người có thể dẹp yên toàn bộ địa sát giới cuối cùng địa sát giới tự biến thành minh giới nhạc viên đem địch minh mạch lăng thua cửu thiên vũ trên người minh khí tịnh hóa kiểu làm sạch trong nháy mắt giải cứu bọn họ ra ngoài giang giật nghĩ đến một cái biện pháp minh vương phân thân đã tại chuyên tâm ma hóa địa sát quân chủ nếu như hắn xuất thủ, có rất lớn cơ hội đem địch minh bọn người minh khí khu trục, lại để cho bọn hắn mang theo hắn đào tẩu. Không được, Giang giật nghĩ nghĩ lại cảm thấy không được, Minh Vương phân thân vừa rồi có thể trong nháy mắt khống chế nhiều cường giả như vậy, coi như hắn đem mọi người minh khí khu trục, sợ là cũng trốn không thoát. Duy nhất hy vọng liền là cứu vớt địa sát quân chủ, nhưng Minh Vương phân thân ngay tại địa sát quân chủ trong thân thể, bằng vào hắn có thể cứu được. Liều mạng, Giang giật quyết định, hắn không đường có thể đi, chỉ có nghĩ biện pháp đem điện sát quân chủ trên người minh khí khu trục bằng không hắn chỉ có một con đường chết hắn tốc độ này cùng thực lực căn bản chạy không thoát ông linh hồn hắn bên trong chữ tiểu truyện ký tự quang mang lấp lánh từng cái bắn ra đem linh hồn bên trong minh khí thịnh hóa kiểu làm sạch không còn về sau nhanh chóng xông vào trong thân thể thân thể thoáng cái liền có thể khống chế trói buộc hắn bốn cái hàn thiết cự liên cũng nhanh chóng hòa tan hắn khôi phục tự do ừ một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên Minh Vương phân thân quả nhiên tại địa sát quân chủ trong thân thể, một đạo cuồn cuộn khói đen mờ mịt mà ra, Giang giật lại dùng tốc độ khủng khiếp bắn tới, tay phải hắn bên trong một đạo ngũ thải quang mang lấp lánh, dung hợp hỏa diễm xuất hiện, những cái kia lan tràn ra hắc khí thế mà bị khu trục không ít. Tốt, Giang giật phỏng đoán không sai, hỏa diễm là trí cương trí dương đồ vật, đối đến minh khí loại tà ác này đồ vật trời sinh có khắc chế, Minh Vương cũng vang lên lần nữa một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, lập tức càng nhiều minh khí bừng lên. Hiu hiu hiu, giang giật chữ tiểu truyện ký tự như từng đạo như lưu tinh bay múa mà đi hắn chỉ để lại một chữ phù trong đầu hộ thể còn lại toàn bộ đánh vào địa sát quân chủ trong đầu minh vương có chút khiếp sợ thanh âm lập tức vang lên đây là vật gì sao có thể có được bá đạo như vậy dương cương khí tức tiểu tử bản vương muốn ngươi chết đi giang giật không có cái gì quản khống chế chữ tiểu truyện ký tự bằng nhanh nhất tốc độ hướng địa sát quân chủ linh hồn trong thức hải phóng đi sông đi vào sau cũng không có đi quản linh hồn trong thức hải minh khí mà là trực tiếp khống chế chữ tiểu triện ký tự bắn vào địa sát quân chủ linh hồn thể bên trong ông suy suy địa sát quân chủ linh hồn thể trong nháy mắt sáng lên cùng lúc đó trong thân thể của hắn tuôn ra một cỗ phi thường khổng lồ minh khí toàn bộ xuất vào giang giật trong thân thể không để ý giang giật bên ngoài cơ thể hỏa diễm muốn mạnh mẽ ma hóa hắn giang giật đứng vững địa sát quân chủ con mắt khôi phục thanh minh hắn nhìn lướt qua nhìn thấy hắc khí đem giang giật bao phủ vội vàng trượt quát một tiếng trong thân thể thiên lực điên cuồng vận chuyển Nhanh chóng khu trục minh khí, đồng thời hai tay của hắn tiếp ấn, một đạo minh mông khí tức theo trong thân thể của hắn truyền ra, hiển nhiên đang nổi lên một loại nào đó cường đại thần thông. Ta không chống nổi, Giang giật rất muốn nói cho địa sát quân chủ, nhưng hắn căn bản là không có cách mở miệng, bởi vì một đạo kinh khủng minh khí tiến vào hắn trong thân thể, giống như thủy triều tràn vào linh hồn hắn bên trong. Mặc dù hắn lưu lại một viên chữ tiểu truyện ký tự có thể tính hóa kiểu làm sạch một chút minh khí, nhưng là minh khí quá mãnh liệt vô tận minh khí hướng linh hồn hắn bên trong dũng mãnh lao tới, đem hắn linh hồn dùng tốc độ khủng khiếp ma hóa. Tiểu tử, người dám phá hư bản vương kế hoạch, liền để linh hồn của người vĩnh rơi cửu U Ma Huyên đi. Minh vương nổi giận thanh âm vang lên tại giang giật linh hồn bên trong, giang giật cảm giác thanh tỉnh ý thức càng ngày càng yếu, hắn chỉ có thể liều mạng cuối cùng một tia hy vọng, đem tâm thần yên lặng tại tay trái hỏa long kiếm bên trong, một lần lại một lần kêu gọi, hy vọng lão giả thần bí tỉnh lại. Lão giả thần bí không có tỉnh lại, có thể là thật quá hư nhược, bất quá giang giật kêu gọi lại đem hỏa linh châu bên trong tiểu thú cho đánh thức. Cứu ta, cứu ta, giang giật ý niệm biểu đạt ý tứ phi thường tinh tường, tiểu thú trên đầu ám kim sắc lân phiến lập tức từng mảnh dựng thẳng lên, giống như là một cái nổi giận tiểu sư tử, thân thể nó hóa thành kim quang xông ra hỏa linh châu, sau đó lại hóa thành lưu quang vọt vào giang giật trong thân thể, cuối cùng tiến vào giang giật linh hồn bên trong, ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Ngao, nhìn thấy giang giật linh hồn trong thức hải hắc vụ mê mang, tiểu thú trong đôi mắt hiện lên một tia nổi giận gào thét một tiếng, trên đầu độc giác đột ngột phát sáng lên, nó hé miệng nhỏ, lại bắt đầu nhanh chóng nuốt vệ minh khí. Ừm đây là vật gì? Minh vương phân thân tự ẩn thân tại minh khí bên trong, hắn phát hiện minh khí nhanh chóng bị hấp thu bị hù dọa. Bất luận cái gì minh giới sinh vật, minh khí đều là bản nguyên, đều là lực lượng cội nguồn, không có minh khí đừng nói hắn chỉ là một cái phân thân, vẫn là một cái phi thường hư nhược phân thân, liền xem như bản thể cũng sẽ thực lực đại tổn. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể thôn vệ vạn vật. Thôn thiên thú, minh vương kinh nghi thanh âm vang lên lần nữa, hắn sửng sốt một chút, không có chút gì do dự, rốt cuộc không để ý tới ma hóa giang giật, khống chế còn lại minh khí hướng giang giật thân thể bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Ông, minh khí lui tán, giang giật linh hồn thời điểm bên trong còn lại chữ tiểu truyện ký tự lập tức quang mang lấp lánh, xông vào chủ linh hồn bên trong, tự động tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí. Còn muốn trốn đại nhật hàng ma kim thân. Minh Vương phân thân vừa mới chạy ra giang giật thân thể, lại nhìn thấy địa sát quân chủ toàn thân kim quang lóng lánh, cả người như một tôn Phật đà, làm người ta không dám nhìn thẳng, trên người hắn kim quang cũng có một loại thần kỳ lực lượng, có thể làm cho minh khí nhanh chóng tan rã. Xong, Minh Vương phân thân không chạy trốn nữa, hắn biết rõ phân thân của hắn muốn triệt để hủy, lần này xâm lấn địa sát giới kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại. Hắc phụ lăn lộn, hắn đột ngột giữa không trung ngưng tụ ra một cái đen nhánh hình người hư ảnh, hồng quang lè lè đôi mắt khóa chặt giang giật, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tạp toái, bản vương là minh đế tỏa hạ 36 minh vương một trong minh địch, người đời này tốt nhất đừng đi thiên giới, nếu không bản vương thể nhất định khiến người sống không bằng chết, sống không bằng chết. chương 1478, Đãng Ma Quân Phá, địa sát quân chủ bạo giống một tiếng, trong thân thể kim quang càng tăng lên gấp trăm lần, một cỗ khí thức kinh khủng từ trên người hắn chuyển đến, hắn biến thành một vòng liệt nhật, không chỉ là con mắt thấy không rõ hắn chân thân, tự liền thần thức quét tới đều chỉ có thể dò xét đến một mảnh kim quang. Kim quang hiển nhiên là trí cương trí dương năng lượng, minh vương cái kia phân thân trên người hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thiêu đốt, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, cuối cùng hóa thành hư vô. Xa xa minh nô phàm là bị kim quang chỗ chiếu dọi đều ở trong biển lăn lột, thân thể nhanh chóng tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây là thần thông gì thật là khủng khiếp, Giang giật nhìn lướt qua âm thầm kinh hãi, nội tâm cũng rất là nghi hoặc, đã địa sát quân chủ có được thần thông như thế, vì sao sẽ còn bị minh vương phân thân vây khốn. Phốc, địa sát quân chủ trên người kim quang dần dần yếu đi, hắn cuồng phún một ngụm máu, trong thân thể khí tức trở nên suy yếu vô cùng, hắn thật sâu hít hai cái cả giận, giang giật, tịnh hóa kiểu làm sạch trên người bọn họ minh khí, ta trước hủy đi đại trận. Được, giang giật không dám hỏi nhiều, khống chế chứ tiểu chuyện ký tự hướng phía dưới vọt tới, từng người rất nhanh tỉnh lại, trên mặt biểu hiện ngạc nhiên, lập tức chuyển thành cuồng hỉ. Mặc dù bọn hắn là địa sát giới cấp cao nhất một đám cường giả, nhưng cũng không muốn chết, càng không muốn biến thành minh giới chó săn. Giờ phút này theo trong quỷ môn quan đi một vòng trở về, nội tâm vui sướng có thể nghĩ. Quân chủ, Mạch Lăng Thu nhìn thấy địa sát quân chủ lại cũng thoát ly khống chế càng thêm cuồng hỉ, địch minh ánh mắt bỏ ra giang giật, tò mò hỏi, giang giật, minh vương phân thân bị ngươi đánh giết. Vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người bị vây, phụ cận chỉ có giang giật một người, ngoại trừ giang giật ai còn có thể cứu bọn hắn. Không phải, Minh Vương phân thân là quân chủ giết, giang giật nhìn thấy rất nhiều người cảm kích nhìn sang, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Giang giật, địa sát quân chủ mở miệng, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này đều muốn bại. Những lời khác để nói sau, các ngươi mang theo giang giật thối lui, bản vương trước phá trận. Tốt, mọi người lập tức bay đi, địch minh mang theo giang giật hướng lên trên uổng phí phóng đi chờ bọn hắn xông lên mặt biển lúc phía trên hải cốt cự nhân đã bị giết ba cái còn thừa lại hai cái đau khổ trèo trống chết mọi người vừa rồi thiếu chút nữa bị minh vương phân thân giết chết giờ phút này thoát hiểm nhìn thấy hai cái này hải cốt cự nhân lập tức giận không thể nghỉ cử thiên vô cùng mạch lăng thu bay qua liên thủ công kích mấy vòng kia hai cái hải cốt cự nhân lập tức bị oanh thành nát xương rầm 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 đáy biển truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang tiếp lấy nước biển kịch liệt lăn lộn không ngớt một cỗ kinh khí cường đại truyền đến địch minh vội vàng mang theo giang giật hướng bờ biển bay đi. ầm ầm, tiếng nổ càng ngày càng vang, kinh thiên sóng biển sông lên trời, nổ lên cao vạn trượng, điện sát quân chủ theo dưới biển nổ bắn ra mà ra, khóe miệng tiên huyết đã không có, bất quá sắc mặt vẫn như cũ phi thường yếu ớt. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mọi người một chút, lạnh giọng hạ lệnh, ta thụ thương, về trước địa sát thành chữa thương, lăng thu ta ra lệnh ngươi là Chu Ma đại quân thống soái, toàn quyền phụ trách lần này Chu Ma hành động, cần phải đem sở hữu minh giới sinh vật toàn bộ đánh giết, Giang giật, ngươi là phó thống soái phụ trợ lăng thu, những người còn lại là giang giật phó tướng, bảo hộ giang giật an toàn, giang giật chết rồi, các ngươi cũng đừng trở về. Hưu, địa sát quân chủ trong tay hai khối lệnh bài bắn ra, phân biệt bắn cho mạch lăng thu cùng giang giật, mà hậu thân con hóa thành hồng quang biến mất tại phía bắc, mọi người liếc nhau 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 kinh ngạc vô cùng. Giang giật lại là phó thống soái tần liên sơn cùng hiên viên gia tộc trưởng đều không có tư cách này, hơn nữa còn muốn cho giang giật làm phó tướng giang giật chết rồi bọn hắn cũng không sống nổi. Đây là bọn hắn gặp qua địa sát quân chủ nghiêm khắc nhất khẩu khí, bất quá ngẫm lại mọi người cũng liền bình thường trở lại, không phải giang giật địa sát quân chủ đều đã chết, giang giật tương đương liền là ân nhân cứu mạng của hắn, cho cái phó thông soái cũng không tính là gì. Cái này chu ma đại quân thế nhưng là đến lúc xây dựng, chờ hành động lần này hoàn tất sau liền sẽ hủy bỏ. Mọi người đối với giang giật cũng là rất cảm kích, cho hắn làm một đoạn thời gian hộ vệ thật cũng không quan hệ, mạch lăng thu nhìn thấy giang giật vô cùng ngạc nhiên, nhếch miệng cười nói, giang giật, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, quay đầu cho ngươi khánh công. Chúng ta đi trước Hắc Hà Thành đi, đem minh giới đại quân hủy diệt lại nói. Mọi người hướng ra phía ngoài một đường bay đi, thuận tay chém giết không ít minh giới sinh vật. Bọn hắn không hề lưu lại tiêu diệt toàn bộ Hắc tuyết sơn mạch bên trong minh tộc, rất nhiều minh giới đại quân thế nhưng là tại công thành, mỗi một cái thành chỉ bị phá ra, sẽ có mấy chục triệu người chết đi. So sánh tiêu diệt toàn bộ nơi này minh tộc, cứu người hơi trọng yếu hơn một chút. Mọi người lúc phi hành mặt không biểu tình trầm mặc không nói, nội tâm vẫn còn đang kích động không ngớt. Ngẫm lại tình huống vừa rồi tất cả mọi người không rét mà run, đối giang giật cũng càng coi trọng một chút, theo giang giật cùng địa sát quân chủ trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn đều đoán được là giang giật hỗ trợ phía dưới, mới khiến cho địa sát quân chủ có cơ hội đánh giết Minh Vương phân thân. Nói một cách khác, giang giật đứng vững Minh Vương phân thân công kích, nhưng đất sát quân chủ có thời gian công kích, đứng vững minh vương phân thân công kích, trong mọi người tâm lần nữa chấn kinh ngạc, giang giật trên thân đến cùng có bảo vật gì liền địa sát quân chủ đều chịu không được, hắn lại có thể đứng vững như thế nồng đậm minh khí hắn những cái kia thần kỳ ký tự chẳng lẽ là hồng mông linh bảo không thành. Giờ khắc này, cửu thiên vũ bọn người thậm chí lên giết người đoạt bảo chi tâm. Giống như cầm tới món bảo vật này, bọn hắn liền có thể đi thiên giới chu sát đại lượng minh tộc đại quân, đạt được vô tận chiến công cùng tài nguyên. Đến lúc đó tựu đều có cơ hội đột phá phong vương cấp có được một giới, hoặc là tại thiên giới cái kia trí cao giới diện có được một phủ, hùng bá một phương. Đương nhiên, cuối cùng ai cũng không dám loạn động, không nói có địch minh mạch lăng thua ở bên người, coi như có thể giết chết giang giật, địa sát quân chủ tuyệt đối sẽ diệt bọn hắn nhất tộc, đoán chừng truy sát đi thiên giới cũng muốn chém giết bọn hắn. Giang giật giờ phút này cũng nội tâm khuấy động không thôi, nội tâm của hắn yên lặng tại linh hồn thức hải cái kia tiểu thú trên thân đang cùng nó giao lưu, muốn hỏi một chút nó vì sao có thể nuốt vệ minh khí kết quả hắn cái gì cũng không có hỏi ra, tiểu thú truyền thừa ký ức không có thức tỉnh, chỉ có thể bản năng cảm giác có thể nuốt phệ minh khí. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể thôn phệ vạn vật. Thôn thiên thú, hắn nhớ tới minh vương phân thân tiếng kinh ngạc khó tin, toàn bộ linh hồn cũng hơi chấn động, thôn phệ vạn vật chẳng lẽ cái này thôn thiên thú thật như vậy như xoa liền minh vương phân thân đều như thế kinh dị, cái này thôn thiên thú chẳng lẽ địa vị phi thường lớn. Đã địa vị lớn như vậy tại sao lại ra nguyên thủy bí cảnh nguyên thủy bí cảnh thế nhưng là cấp thấp nhất bí cảnh, mặt trên còn có đạo thiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh A. Có thời gian đi dò tra tư liệu, nhìn xem thôn thiên thú đến cùng có cái gì địa vị. Giang giật âm thầm hạ quyết tâm, đúng lúc này, một đạo truyền âm đột ngột vang lên ở trong đầu hắn, Giang giật, ngươi có được như thế cường đại thần thông, cá nhân ta đề nghị ngươi đi tham gia đảng ma quân, ngươi không cần ra tay chỉ cần giúp người tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí, mỗi một trận đại chiến xuống tới, đoán chừng ngươi cũng có thể phân đến không ít chiến công. Giống như vận khí tốt, nói không chừng một tháng liền có thể kiếm được trăm vạn chiến công, đến lúc đó bằng vào chiến công, người có thể không ngừng tiến vào bí cảnh bên trong, để thực lực phi tốc tăng lên. Một tháng trăm vạn chiến công, Giang giật đầy mắt ngạc nhiên, ánh mắt quét về phía truyền âm địch minh nói, đáng ma quân ở đâu ta có thể gia nhập. chương 1479, Lục ưng vương, bớt giận. Người không biết đáng ma quân, địch minh nghi ngờ nháy nháy mắt, bất quá nghĩ đến Giang giật không có phi thăng bao lâu, phi thăng lên đến sau một mực sự tình không ngừng, bình thường cũng đều là tu luyện tựu bình thường trở lại, hắn truyền âm kỹ càng cho Giang giật giải thích một lần, Giang giật mới tính minh bạch. Đảng ma quân không phải địa sát giới quân đội, cũng không thuộc về bất luận cái gì giới diện, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là địa giới các đại giới diện liên hợp tạo thành một cái đặc thù quân đội. Cái này quân đội tên như ý nghĩa, tồn tại ý nghĩa liền là chu sát địa giới ẩn núp minh tộc. Thế giới này chia làm thiên địa nhân tam giới, hạ giới đi thượng giới rất dễ dàng, cảnh giới đến tự nhiên phi thăng, địa giới võ giả đạt tới diệt ma chiến thần cảnh giới, cũng có thể phi thăng đi thiên giới. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không phi thăng, dù sao đi lên nghĩ trở về phải bỏ ra rất lớn đại giới, mà lại thiên giới vô cùng nguy hiểm, so địa giới nguy hiểm vạn lần, dễ dàng vẫn lạc. Thượng giới tới hạ giới tự tương đối khó khăn, đây là thiên địa pháp tắc tự nhiên trói buộc, dù sao thượng giới cường giả phá hư hạ giới cân bằng. Sở dĩ minh tộc đại quân không chiếm lĩnh thiên giới lời nói, là rất khó quy mô tiến công địa giới nhưng minh tộc phi thường tinh tường, hạ giới là thượng giới cường giả thai ngén chàng, không đem địa giới nhân giới khống chế, sẽ có vô số cường giả liên tục không ngừng tràn vào thiên giới, tham gia chống cự minh giới nhân tộc trong đại quân. Sở dĩ minh tộc gần nhất ngàn năm qua, không ngừng điều động quân đội hạ giới, ý đồ khống chế nhân giới cùng địa giới, đoạn mất đầu nguồn. Chỉ cần không có cường giả liên tục không ngừng tiếp viện thiên giới, thiên giới cái kia giới diện không được bao lâu liền sẽ hủy diệt, toàn bộ thế giới đem có thể bị minh giới nhất thống. Đáng tiếc, tới hạ giới phi thường khó khăn, mỗi lần đều muốn trả giá lớn vô cùng đại giới, minh giới chỉ có thể vận chuyển một phần minh giới đại quân tới. Ngay từ đầu minh giới quang minh chính đại truyền tống tới, kết quả bị địa giới liên quân nhẹ nhóm chém giết, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đến đằng sau minh giới học thông minh, bắt đầu lặng lẽ vào thôn, lặng lẽ khống chế một chút giới diệt, chậm rãi tàn ăn. Minh giới còn thẩm thấu đi nhân giới, khống chế rất nhiều tiểu giới mặt. Nếu không phải giang giật, thiên tinh giới giờ phút này tiểu bị minh giới khống chế, cuối cùng biến thành lò sát sinh, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chết đi vô số người, liên tục không ngừng biến thành minh giới đại quân vận chuyển minh giới. Đảng Ma Quân, chính là vì tiêu diệt toàn bộ địa giới minh tộc mà thành lập, đội quân này không thuộc về bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào. Đảng Ma Quân có ba cái thống soái đều là phong vương cấp cường giả. Đảng Ma Quân duy nhất nhiệm vụ liền là tiêu diệt toàn bộ minh tộc, đại quân không có chú đóng ở bất luận cái gì một giới, mà là chú đóng ở trong hư không đảng ma quân trong doanh Tại đảng ma quân bên trong có thể thu được chiến công là phía ngoài mấy lần Đương nhiên Mức độ nguy hiểm cũng là phía ngoài mấy lần Đảng ma quân yêu cầu thấp nhất là thần vương cấp bậc Giang giật miễn cưỡng đủ Địch Minh nói giống như Giang giật đi tham gia đảng ma quân Có thể liên danh đề cử Đi qua trực tiếp đảm nhiệm một cái tiểu đội trường Không tại địa sát giới mà là tại hư không bên trong đảng ma quân trong doanh Giang giật nghe đến đó có chút trần chờ đối phó minh giới đại quân hắn cũng không sợ, hắn liền sợ nhân tộc có người âm hắn, hắn cùng không ít gia tộc kết thù, mà lại tuổi còn trẻ tại vạn giới đấu pháp bên trong đại suất danh tiếng, khó tránh khỏi bị người đố kỵ. Đảng ma quân không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng rất nhiều thế lực xúc tu khẳng định đều rũi đi vào, ở bên ngoài rất dễ dàng bị người bố cục lừa giết a. À. Minh vương minh địch ghi hận hắn, nói không chừng hội truyền lệnh cho tiềm phục tại địa giới minh tộc, nghĩ hết biện pháp đánh giết hắn trọng yếu nhất chính là thiên tinh giới tùy thời có người sẽ phi thăng đi lên mạch lăng thu để cho người ta đưa đi một chút thần nguyên còn có minh khắc pháp tác thần bia dùng y thiền tô như tuyết doãn nhược băng đám người thiên tư phi thăng chắc chắn sẽ không rất khó khăn hắn đi đãng ma quân doanh ai biết lúc nào mới có thể trở về giang tiểu nô khẳng định cũng sẽ đi theo tóm lại quá không an toàn quay lại rồi nói sau ta suy nghĩ một chút giang giật cùng địch minh truyền âm một tiếng cái sau nhẹ gật đầu hắn đem đãng ma quân tình huống nói rõ làm sao quyết định là giang giật sự tình. Hắn không còn nói nhảm, mang theo giang giật một đường bay đến. Mọi người tại trên đường đánh chết rất nhiều minh tộc, hao tốn mấy canh giờ, đã tới Hắc Hà Thành. Hắc Hà Thành minh tộc toàn bộ bị đánh chết, thành nội truyền tống trận ngay tại chứa trị, dạng này có thể liên tục không ngừng truyền tống đại quân tới, nơi này chính là tiền tuyến. Giang Tiểu Nô không có chạy loạn ngay tại thành nội, nhìn thấy Giang giật bọn người trở về, nàng cùng địch Linh Nhi trước tiên bay ra. Mau chóng chứa trị truyền tống trận, đem lính liên lạc gọi đến. Mạch Lăng Thu chống đỡ một chút đạt thành trì, trong tay một khối hắc kim lệnh bài lóe lên, quát khẽ hạ lệnh. Điện sát quân chủ để hắn chủ trì lần này chu ma hành động, hắn nhất định phải trước tiên giải thế cục. Thiếu gia, Giang Tiểu Nô lao đến, khẩn trương bắt lấy Giang giật tay hỏi, người không sao chứ lo lắng chết ta rồi. Ha ha, Giang giật yêu chiều sờ lên Giang Tiểu Nô đầu, thấy bên cạnh địch Linh Nhi ánh mắt phức tạp, nàng mỉm cười, không hề nói gì, an tĩnh đứng ở bên cạnh. Bên kia Mạch Lăng Thu triệu tập mấy cái phân công quản lý tình báo thống lĩnh hỏi thăm một phen, thế cục ngược lại là bị khống chế, ngoại trừ hắc tuyết phủ lại một thành trì luân hãm bên ngoài, còn lại thành trì đều đứng vững, toàn bộ địa sát giới cường giả đều đến tăng viện, muốn thời gian ngắn có thể phá thành là không thể nào. Giang giật, Mạch Lăng Thu nghĩ nghĩ, lên tiếng ra lệnh nói, đợi truyền tống trận sau khi sửa xong, người dẫn người truyền tống đi đông bắc bên cạnh Hồng Hồ Thành, bên kia minh giới đại quân nhiều một ít, người dẫn người tiêu diệt toàn bộ sau lại đi cái này thành trì Mạch Lăng Thu cho Giang giật chỉ mấy cái thành trì, đây là tình huống nghiêm trọng nhất mấy cái thành trì. Giang Tiểu Nô cùng Địch Linh Nhi có chút buồn bực nhìn qua Giang giật, vì sao muốn Giang giật dẫn người đi a à nhiều cường giả như vậy đều tại, Địch Minh Cửu Thiên vũ thực lực như thế không mang theo đội, muốn Giang giật dẫn đội. Tốt, Giang giật một cái đáp ứng, trên mặt đều là cười khổ, hắn không mang theo đội nói lời từ biệt người không có cách nào dẫn đội. Bởi vì địa sát quân chủ hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người bảo hộ hắn hắn không đi đám kia cường giả cũng không có cách nào đi. Mà lại hắn chưa tiểu chuyện ký tự là minh tộc tự nhiên khắc tinh, có hắn ở đây, nhân tộc có thể giảm bớt rất nhiều tử thương, đánh giết minh tộc bảo hộ nhân tộc, nghĩa bất dung từ. Bên ngoài 10 cái thần tượng đang nhanh chóng chữa trị truyền tống trận, giang giật bọn người ngồi nghỉ ngơi trước. Truyền tống trận truyền tống rất nhanh, bọn hắn như phi hành, tốn hao thời gian hội càng lâu. Truyền tống trận phá hư không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn nửa canh giờ, truyền tống trận tự quang mang lấp lánh đã chữa trị, chờ người bên ngoài vào đây truyền báo, Giang giật hướng địch minh cửu thiên vũ bọn người nhìn thoáng qua nói, chư vị, đi thôi. Ông, bọn hắn còn không có ra ngoài, phía ngoài truyền tống trận đột nhiên sáng lên trùng thiên quang mang, chờ bọn hắn vừa mới đi đến phủ thành chủ đại môn, trong truyền tống trận quang mang ngay tại thu lại, ba đạo nhân ảnh ngưng hiện ra, vừa ra truyền tống trận ba người trong nháy mắt khí thế dâng lên, bao phủ toàn thành. Phong vương cấp, địch minh bọn người nhìn lướt qua nhau nhau kinh hô lên, Mạch Lăng Thu bọn người ánh mắt khóa chặt ở giữa cái kia cao lớn thân ảnh màu xanh lục, sắc mặt lần nữa biến đổi, Mạch Lăng Thu cảm nhận được trên người người này sát khí, thân thể bay đi, đồng thời bạo hống, lục ưng vương, không nên vọng động, có việc dễ nói. Hiu, cái kia đạo lục sắc thân thể một tay phất một cái, Mạch Lăng Thu như phá bao tải đập bay ra ngoài, đem giang giật bọn người sau lưng tường thành đều ném ra một lỗ lớn. Địch minh bọn người đôi mắt co rụt lại, toàn bộ ngăn tại giang giật phía trước, như lâm đại địch, mấy người đồng thời quát lớn, lục ưng vương, bất giận. Lan đi, cái kia đạo cao lớn thân ảnh màu xanh lục nhanh chân đi đến, như hổ hành long bộ, một cỗ cường đại đến lệnh làm giang giật hít thở không thông khí thế bài sơn đảo hải đè xuống. Hắn băng lãnh tới cực điểm thanh âm cũng vang vọng toàn thành, hôm nay ai dám cản bản vương, giết chết bất luận tội. Giang giật, phải chết, cắt cắt chương 1480, hành hạ ngươi như cầu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, địa giới lớn nhỏ giới diện hơn vạn, cường giả như mây, phong vương cấp cường giả kỳ thật không phải số ít, chỉ là rất nhiều người không vì bên ngoài biết thôi. Tỷ như chấn thủ nguyên thủy bí cảnh đạo thiên bí cảnh kia hai cái thủ hộ giả, thực lực dùng thêm kinh khủng ai cũng không biết. Còn có một số phong vương cấp cường giả thích ẩn thế, ngoại trừ đại gia tộc bên ngoài không người nào biết bọn hắn tồn tại. Giống như vậy ẩn tàng phong vương cấp cường giả, địa giới hẳn là cộng lại ít nhất có 10 cái, còn có một số quái tài, cảnh giới không có đạt tới phong vương cấp, nhưng có kỳ dị thần thông, có thể vượt cấp diệt sát phong vương cấp cường giả, sở dĩ đến tột cùng có bao nhiêu tổng hợp chiến lực đạt tới phong vương cấp cường giả, dù ai cũng không cách nào toàn bộ thống kê ra. Nhưng có một người, lại là địa giới công nhận người mạnh nhất, không thể tranh cãi đệ nhất. Cái kia chính là lục ưng vương, giờ phút này chính đằng đằng sát khí hướng giang giật bọn người nhanh chân đi tới lục bào cao lớn nam tử. Lục ưng vương cùng tiểu ưng vương dáng dấp có chút giống nhau, khuôn mặt khôi ngô, cao ngạo bá đạo, nếu như nói tiểu ưng vương giống như một cái phong mang tất lộ bảo kiếm, lục ưng vương thì càng giống là một cái bay lượn tại thiên không diều hâu chi vương. Ánh mắt của hắn như ưng đồng dạng băng lãnh cao ngạo, xem bất luận kẻ nào đều giống như tại nhìn xuống, mọi người cũng cảm giác hắn giống như là một cái cao cao tại thượng ưng vương, chỉ có thể ngưỡng mộ, chỉ có thể cúng bái, không thể làm địch. Lục ưng vương, bớt giận, địch minh bọn người cắn răng lần nữa quát khẽ một tiếng, từng cái bắn tới, cũng không dám động thủ tựu ngăn tại lục ưng vương phía trước gập lưng cúi đầu, địa sát quân chủ nói, Giang giật mà chết bọn hắn cũng không cần trở về, sở dĩ coi như liều mạng bị lục ưng vương kích thương có lẽ đánh giết nguy hiểm, bọn hắn cũng muốn đỡ một chút. Cút, lục ưng vương nhanh chân đi đến, tốc độ nhìn cũng không nhanh nhưng chỉ là hai bước tựu đã tới phía trước nhất địch minh trước người, hắn chân sau khẽ động, nương theo lấy một đạo tiếng gãy xương, địch minh bị đạp bay ra ngoài, đem bên trái một tòa sắp sụp đổ tòa thành oanh sập, cuối cùng bị chôn sống đi vào, sinh tử chưa biết. Phanh phanh phanh, cửu thiên vũ, Tần Liên Sơn, hiên viên tộc trưởng bọn người đồng dạng từng cái bị đạp bay ra ngoài, lục ưng vương rõ ràng thật sự nổi giận. mỗi một cước mọi người trước ngực xương cốt đều sẽ đứt gãy, thổ huyết bay ngược, thậm chí bên cạnh địa sát quân cùng giang giật bọn người không có thấy rõ ràng lục ưng vương động tác, còn có cửu thiên vũ bọn người là thế nào bay ra ngoài, cũng không thấy rõ. 21 người chỉ là mấy cái trong trước mắt toàn bộ bị đập bay, mà lại không có người nào nổ bắn ra trở về, cũng không chết cũng đã thương nặng. Giang giật không động được cả người bị lục ưng vương cuồng bạo khí tức chân áp, liền hô hấp đều ngừng lại. Eo của hắn cũng cong xuống dưới, hai chân đang run rẩy, thời khắc đều sẽ bởi vì không chịu nổi quỳ đi xuống, sắc mặt hắn trở nên xanh xám, cắn răng quyết chống, quả thực là không có quỳ xuống. Ông, bên cạnh hắn giang tiểu nô trên thân sáng lên một đạo lục quang, phía sau hai cánh xuất hiện, trên đầu hai cái tiểu sừng thú mọc ra, thân thể lóe lên ra giang giật phía trước, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua lục ưng vương, lạnh giọng nói ra, lục ưng vương, người muốn giết ta ra thiếu ra, trước hết đem ta giết. Hoa, bốn phía vang lên một trận rất nhỏ tiếng ồn ào, rất nhiều người đều biết rõ Giang Tiểu Nô thân phận. Giờ phút này lại mơ hồ, Giang Tiểu Nô ngữ khí quá lớn, cảm giác Lục ưng Vương liền là cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ người. Hừ, Lục ưng Vương lạnh lùng hừ một cái, một đạo như tiếng sấm thanh âm vang lên, vô số người nghe được thân thể trực tiếp quỳ xuống còn có rất nhiều địa sát quân thậm chí ngã xuống đất bị tươi sống nổ choáng giang giật thân thể run lên liền muốn ngã xuống tại thời khắc cuối cùng trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện gắt gao chống đỡ mặt đất cố cầm cự thân thể tiểu nô phía trước giang tiểu nô lại thân thể mềm nhún nhắm mắt lại sụi lơ trên mặt đất lục ưng vương sau lưng một tên xinh đẹp nữ tử liền là lần đầu tiên tới nghênh đón giang tiểu nô một tỷ thân thể lóe lên bay tới đem giang tiểu nô ôm đi sau đó nhanh chóng lui lại đứng ở lục ưng vương sau lưng lục ưng vương bước chân cũng ngừng lại sừng sững tại giang giật trước người mười trượng ánh mắt băng lãnh nhìn qua giang giật, không nói một lời. Hai tay của hắn sau phụ, bóng lưng như kiếm, đầu ngẩng lên thật cao, trên người hắn không ai bị nổi khí thế, để vô số người đều sinh lòng cúng bái chi ý, toàn trường ngừng thở khóa chặt lục ưng vương, muốn nhìn một chút hắn phải trăng trận đánh giết giang giật. Không nói lời nào lục ưng vương so lúc nói chuyện càng kinh khủng, giang giật chống đỡ lấy hỏa long kiếm hai tay không ngừng phát run, hai chân cũng có chút huốn lượn, toàn thân càng là đang run rẩy không ngừng, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quỳ xuống, đầu cũng ngẩng lên thật cao cùng lục ưng vương đối mặt, ánh mắt đồng dạng băng lãnh, còn có một tia. Không phục, quỳ xuống, lục ưng vương quát lạnh một tiếng, khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo mấy phần, giang giật tại thời khắc này cảm giác thân thể bị một tòa thánh linh sơn đè xuống, dưới chân phiến đá tầng tầng bạo liệt, hỏa long kiếm đều đâm vào dưới mặt đất hơn phân nửa. Hắn nội tạng bị kịch liệt chấn động, khóe miệng tiên huyết tràn ra, cả người xương cốt tại lốc bốp vang, lúc nào cũng có thể hội vỡ vụn, nhưng hắn vẫn không có quỳ xuống, đầu cũng thật cao ngóc lên, trong mắt vẫn là không phục, không phục, lục ưng vương khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, khí thế trên người đột nhiên thua một chút trở về, hờ hững mở miệng nói, ngươi có cái gì không phục mẹ ngươi bọn họ lừa bán bản vương hài tử, lần trước bản vương liền muốn đánh chết ngươi bọn họ hai mẹ con, xem ở mưa nhỏ trên mặt, bản vương lượn quanh các ngươi một lần. Ngươi vẫn còn không biết tiến thối phá mưa nhỏ ký ức phong ấn còn vọng tưởng cùng mưa nhỏ cùng một chỗ ngươi là ai ngươi có tư cách cùng bản vương nữ nhi cùng một chỗ một cái nho nhỏ hèn mọn phi thăng giả, có cái gì không phục. Phốc, giang giật trong cổ họng tiên huyết phun tới, nhuộm đỏ trước ngực chiến giáp, hắn không có đi lau khóe miệng tiên huyết, ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha hả trong mắt đều là đùa cợt, trọn vẹn cười mười mấy hơi thở thời gian, hắn mới lạnh lùng nhìn qua lục ưng vương mở miệng nói, phi thăng giả thế nào ta đến đến hạ giới thế nào diệt ma đại đế không đồng dạng là phi thăng giả mặt khác. Không phải mẫu thân của ta lừa bán con gái của ngươi, chỉ là đi ngang qua thuận tay nhận nuôi. Lục ưng vương ngươi là địa giới đệ nhất nhân, ngươi muốn giết ai tự giết ai, hôm nay ngươi muốn giết ta, ta giang giật không lời nào để nói. Nhưng ta chính là không phục, thế nào ngươi lấy mạnh hiếp yếu, ta không phục làm sao ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ta không phục thế nào ta liền là không phục, thế nào thế nào. Toàn thành yên tĩnh im ắng, vô số người trong đầu đều phù giang giật sau cùng mấy đạo bi phẫn hò hét, rất nhiều người còn cảm động lây, có loại cùng chung mối thù hương vị, nhìn qua lục ưng vương ánh mắt không còn là cúng bái, e ngại, mà là có chút oán giận. Ha ha, lục ưng vương cười lạnh, không có chút nào cố kỵ bốn phía ánh mắt, hờ hững nhìn qua giang giật nói ra, phi thăng giả ức ức phạt, diệt ma đại đế chỉ có một cái, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành cái thứ hai diệt ma đại đế ngươi cho rằng các loại chờ đạt tới bản vương niên kỳ năng lực áp bản vương ngây thơ buồn cười ngây thơ không cần đạt tới tuổi của ngươi giang giật trực tiếp quát lớn cắt ngang lục ưng vương mặc dù trong thân thể rất nhiều xương cốt cũng nứt ra rất nhiều thân thể của hắn lại thẳng tắp như tùng mà lại trong tay hỏa long kiếm đột nhiên rút ra kiếm chỉ lục ưng vương từng chữ từng chữ quát lạnh nói chỉ cần 10 năm ta hành hạ ngươi như cầu như không được ta tự vẫn dĩ tả thiên hạ Chương 1481, Diệp Thánh. Bịch, bịch, trên quảng trường giờ phút này cũng không có nhiều người, chỉ có trên vạn người, nhưng bởi vì Giang giật một câu, ít nhất có mấy ngàn người thân thể mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất. Câu nói này quá dọa người, bị hù bọn hắn đều ngồi dưới đất. Sợ là toàn bộ địa giới cũng không ai dám nói như vậy a à, cũng không ai dám dùng kiếm chỉ lấy Lục Ưng Vương a 10 năm hành hạ Lục Ưng Vương như cậu cái này cuồng quá không biên giới, cũng cảm giác một cái bình thường dân chúng chỉ vào địa sát quân chủ cái mũi nói 10 năm sau ta muốn lấy ngươi mà thay vào. Rất nhiều người dọa đến ngồi dưới đất, càng nhiều hơn chính là bọn hắn sợ lục ưng vương tức giận phía dưới đem toàn thành cho đồ. Lục ưng vương như đồ thành, địa sát quân chủ coi như nội tâm nổi giận, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì. Lục ưng vương tính khí tại địa giới là có tiếng tranh lệch, đây cũng là địa giới cường giả đều e ngại lục ưng vương nguyên nhân. Đã từng lục ưng vương trong cơn giận giữ chu diệt một thế giới nhỏ mặt, hung danh vang vọng toàn bộ địa giới, còn có một lần đem thị huyết vương truy sát đến lên trời không cửa, cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Toàn trường tĩnh mịch, không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, ánh mắt đầu khóa chặt lục ưng vương cùng cầm kiếm chỉ hắn giang giật, rất nhiều người thân thể có chút đang run rẩy không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Lục ưng vương trên mặt không có nửa điểm thần sắc ba động, bình tĩnh nhìn qua giang giật. Giang giật sau lưng năm cái mặc vô tộc cường giả, còn có lục ưng vương sau lưng một tỷ trên thân hai người lại ẩn tàng không ngừng sát khí, dám cầm kiếm chỉ lục ưng vương, nếu không phải giang giật các nàng đã sớm động thủ, còn dám nói 10 năm sau hành hạ lục ưng vương như cầu đây là chuẩn bị cái mặc vũ tộc mặt A. Lục ưng vương không nói chuyện, giang giật đồng dạng mặt không biểu tình, tiếp tục cầm kiếm chỉ lục ưng vương. Hắn nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm kéo căng tới cực điểm, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ. Giang tiểu nô ký ức bị phá ra kia một ngày, đi theo hắn trở lại địa sát giới thời điểm, hắn liền đoán rằng đến lục ưng vương hội nổi giận, giờ phút này tự mình dẫn người tới, càng chứng minh lục ưng vương đã nổi giận tới cực điểm, sở dĩ hắn hôm nay một cái không tốt, liền bị lục ưng vương đánh giết. Lục ưng vương muốn giết hắn, thật sự là hắn không lời nào để nói. Bởi vì đứng tại lục ưng vương lập trường, hắn cũng không có sai. Hắn là cao cao tại thượng địa giới đệ nhất nhân, hắn đau mất ái nữ, mặc dù là bị y phiêu phiêu thuận tay bão dưỡng, nhưng y phiêu phiêu không nên đem giang tiểu nô mang đến thiên tinh giới, để hắn cùng ưng hậu coi là giang tiểu nô chết rồi, tổn thương thấu tâm. Đại nhân vật đều là không nói đạo lý, nhất là lục ưng vương tính khí, để hắn giảng đạo lý thật rất khó. Giang tiểu nô sau khi trở về đại náo, lục ưng vương tức giận phía dưới phòng ấn trí nhớ của nàng, giang tiểu nô nhưng lại đi theo giang giật chạy ngươi để lục ưng vương mặt để nơi nào. Sở dĩ lục ưng vương hôm nay là mang theo sát tâm tới, giang giật phi thường tinh tường điểm này hắn không muốn chết, càng không muốn chết tại Giang Tiểu Nô lão cha trên tay, hắn chỉ có binh đi hiểm chiêu. Đương nhiên, Giang giật hoàn toàn chính xác cũng có chút không phục, lục ưng vương lời nói đâm bị thương hắn, khơi dậy hắn trong khung ngạo khí. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, dựa vào cái gì nhìn lên không cất cánh thăng người dựa vào cái gì bản thổ thần tộc tự nhất định là cao cao tại thượng dựa vào cái gì phi thăng giả tự nhất định là hèn mọn kém một bậc. Bản thổ thần tộc gen tốt, vừa ra tới tự có được rất nhiều tài nguyên, tu luyện là nhanh, thực lực là cao các giới kẻ thống trị đại đa số đều là bản thổ thần tộc thì tính sao vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh diệt ma đại đế một cái phi thăng giả cuối cùng trở thành đại đế sáng lập diệt ma các hắn giang giật dựa vào cái gì lại không được ha 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 lục ưng vương đột nhiên cười ha hả trên người hắn khí thế vô hạn dâng lên một cỗ hủy thiên diệt địa sát khí gào thét mà lên bao phủ toàn thành hắn giận quá mà cười lạnh giọng nói ra lấy lui làm tiến tiểu tử Người điểm ấy khôn vặt còn muốn đối bản vương dùng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cầm kiếm chỉ bản vương, bởi vì bọn hắn đều đã chết. Hưu, lục ưng vương thân thể bay đi, một tay hóa thành nguyễn ảnh đột nhiên đối giang giật đầu chụp tới. Hắn muốn một lao vĩnh giật, chỉ có đem giang giật đánh chết, giang tiểu nô mới có thể triệt để quên giang giật, mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, nếu không về sau hội phiền phức không ngừng. Ông, đúng lúc này, hư không bên trên tầng tầng chấn động, phong vân múa, thiên địa linh khí ngưng tụ thành khuôn mặt. Bên cạnh hư không đồng dạng phun trào, lần nữa ngưng tụ khuôn mặt, lục ưng vương móng vuốt đã tại gian giật đỉnh đầu, đột nhiên ngừng lại ánh mắt quét về phía giữa không trung. Tham kiến quân chủ, tham kiến diệp thánh đại nhân, mạch lăng thu bay ra, dẫn đầu một gối quỷ xuống quát lớn, bộ ngực hắn chiến giáp lõm vào, sắc mặt trắng bệch rõ ràng thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn cái này hét một tiếng mọi người mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đi theo quát lớn nói, tham kiến quân chủ, Tham kiến Diệp Thánh đại nhân. Rất nhiều người kỳ thật không biết tấm thứ hai mặt, bất quá mạch Lăng Thu nói về sau, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, cũng âm thầm kinh hãi. Địa sát quân chủ ra mặt cái này có thể lý giải, Diệp Thánh thế mà cũng ra mặt vị này chính là địa giới diệt ma các tổng các chủ a, thực lực tại địa giới xếp hạng đệ tứ, thân phận phi thường siêu nhiên, hắn là diệt ma các tại địa giới đại biểu. Đều đứng lên đi, chúng ta tới không có việc gì, chỉ là đến xem náo nhiệt. Địa sát quân chủ dùng linh khí ngưng tụ gương mặt kia cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, chúng ta là nhìn xem lục ưng vương làm sao đánh giết một cái hậu bối, làm sao ủy lớn hiếp nhỏ. Diệp thánh mặt nhìn không ra lão, hai đầu lông mày tương đối có đặc sắc, lại là màu đỏ, hắn cũng lạnh nhạt mở miệng, lục ưng vương không có việc gì, người tiếp tục giết đi, chúng ta thật là đơn thuần đến xem náo nhiệt. Chúng ta diệt ma các đại tư không rất nhiều, quay đầu ngươi như cảm thấy chưa đủ nghiền, bản tọa lại cho một chút tuổi trẻ đại tư không cho ngươi giết. Lời của hai người phong khinh vân đạm, bất quá liền xem như đồ đần đều có thể nghe ra hai người mỉa mai chi ý. Diệp Thánh còn điểm danh giang giật là diệt ma các đại tư không, tuổi trẻ hai chữ cắn âm đặc biệt trọng, châm chọc chi ý lại rõ ràng cực kỳ. Hừ, lục ưng vương tay thu hồi lại, lăng lệ như kiếm ánh mắt quét về phía hai tấm mặt lạnh cười nói, các ngươi cũng đừng âm dương quái điều. Nói bản vương lấy lớn hiếp nhỏ vậy bản vương cùng các ngươi một trận chiến như thế nào bản vương một người chiến hai người các ngươi, sinh tử bất luận, có dám hay không?